anh yêu em nhiều lắm. Trời ơi, tôi có phải là người hay không mà bày ra những chuyện tại đời như vậy chứ trời. Mình ơi, em hạnh phúc quá. 7 năm rồi em mới thấy đời mình hưởng được những giây phút ngàn vàng này. Rồi đây mình sẽ có con phải không mày? Trời ơi, trời ơi, trong lúc mê man lạc thú, trong vòng tay của đứa em chồng đang làm điều tội lỗi mà em có biết đâu. Ngỡ như ở trong tay chồng đang vui chăng măng nồng, còn thốt lời áp yêu từ lâu. Loan ơi, với anh lỗi lầm bày ra điều quái quanh này đây. Anh có lỗi gì em chịu lắm Loan, nhưng xin em hiểu cho anh. Anh làm như vậy vì tình cảnh bắt buộc mà thôi. Do gì mẹ già buộc mình chia đôi, bởi yêu em nhiều thì anh đâu muốn xa em. Thế nên mới gây chuyện này, lòng anh giờ nát tan từng cơn. Loan ơi, nếu thương yêu giùm, đừng đem lòng trách anh. Tất cả chuyện này là do má mà ra mà. Má ơi, má đâu biết rằng. Vì con Loan mới hy sinh, vẫn không một lời than vãn. Mẹ chồng nặng lời miệt khinh, nhưng yêu thương giữ tròn. Má hại con rồi má ơi. Vì cái tập tục phong kiến cổ hủ của má đã đẩy chúng con vào con đường man rợ này. Má ơi, con xin miếng nước uống rồi. Khát nước quá à. Má. Hả? À, ai đây? Hả? Chị dâu của tôi. Tại sao tôi lại như vậy? Tôi đã làm gì với chị tôi trong đêm qua? Không, không đâu. Không, không thể như thế được. Không, 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 không. Kìa, Thịnh, Thịnh à, em... Anh hai, chính anh đã bày ra cái điều ô nhục này không phải biết không? Chính anh đã đẩy tôi vào con đường loạn luôn. Thịnh à, em nghe anh nói đi nè. Anh im đi, tôi không muốn nói gì nữa cả. Tôi không muốn nghe anh nói nữa. Anh khốn nạn lắm. Anh khốn nạn lắm, anh biết không? Tôi kinh tởm anh. Tôi kinh tởm anh. Anh còn hơn là loài côn trùng dơ bẩn đó. Mà Thịnh, Thịnh ơi, nghe nói nè em ơi. Thịnh ơi, Thịnh ơi. Thịnh ơi, hãy hiểu cho anh mà. Anh không muốn, anh không muốn thế đâu mà. Thịnh ơi. Mình ơi, mình đâu rồi? Anh đây, anh đây nè em à. Mình ơi, đêm qua có phải mình... Phải, chính anh.
chính anh đã gây ra những điều tồi bại đó. Sao mình lại nói vậy? Mình là vợ chồng mà, thì làm sao em trách mình được? Ngược lại, nếu em có con thì em còn sung sướng nữa kìa. Phải. Mình sẽ là vợ chồng mãi mãi. Ta sẽ có con. Có con. Mình sẽ có con em ơi. Mình sẽ có con. Đời tôi đã mang đắng cay lòng than, trời cao sáng soi tình tôi đớn đau xót xa, một lần tội lỗi ác gian, tìm quên tháng năm dời chất mèn nồng. Làm sao xóa đi tội lỗi ngày xưa. Người ơi thấu cho lòng tôi thắng ai, cô ai hiểu dùm. Vậy không uống với tao thì tao uống một mình. Sợ gì ai? Nè, tao uống nè. Ở sao đó? Uống có một mình đâu có chết ai đâu. Uống, phải uống chứ. Uống chứ. Hiu hiu gió thổi đầu non, quay thằng uống rượu là con Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng ngồi tận thiên đàng, thấy con uống rượu hai hàng lệ rơi. Tưởng rằng con uống con chơi, hay về con uống cho vơi sự đời. Đúng, tôi không phải uống rượu để chơi đâu, mà tôi uống, uống để cho quên cái sự đời chua cay. Uống để cho quên cái gì là ngày mai, ngày mai và những ngày sắp tới. Có cái gì khác ngày qua, những tội lỗi mình làm ra. Chị dâu tôi khác gì chị ruột. Cớ tại vì sao tôi làm điều trái đạo, tạo chi trớ trêu tuổi hổ thình ơi. Mày không phải là con người mà, mày là chó trâu, là thu dữ trong ma rừng. Mày cũng chẳng có linh hồn, trái tim mày đã khô máu thình ơi. Cậu thịnh ơi, dù sao thì chuyện cũng qua rồi. Thôi cậu chớ để lòng, uống rượu như vậy đâu phải giải pháp hay. Mày là thằng nào vậy? Mày là ai mà lại biết tao vậy? Trời ơi trời,
tôi nè, thằng bé nè, cậu không nhìn ra tôi sao cậu? Thằng bé? Dạ. Thằng bé nào? Trời ơi trời, thằng bé, hỏi thằng bé nào? Trời ơi, tôi làm lớn ở vùng này mà không biết. Tôi ở đợi cho nhà cậu đó, nhớ không? Xin lỗi, tao nhớ rồi. Nhớ thằng bé rồi. Mày nói gì là chuyện đã qua rồi, biểu tao đừng có buồn. Chuyện đã qua là chuyện gì hả mày? Cậu nói lớn lớn con nghe, cậu nói nhỏ quá con lắng lộn tai nghe. Hỏi mày chuyện đã qua là chuyện gì? Thú thật với cậu á, chuyện một năm về trước á, tôi đã biết hết trơn á, trời rồi cậu à. Chuyện một năm về trước? Cậu nói cái gì? Chuyện một năm về trước là cái chuyện gì? Thì cái chuyện một đêm mưa cuối mùa năm nay, tôi là kẻ thứ tư vô tình nên biết được. Khi bị chủ đuổi đi, chợt nhớ quên đồ, tôi quay trở về để lấy. Nên tôi đã nhìn thấy hết cảnh loạn luân trái với con người. Mày đã? Tôi biết hết trơn những cảm linh tới bây giờ. Bởi mọi chuyện xảy ra đều ngoài ý muốn, thì tất cả ba người đều phải là nạn nhân của một tấm lòng ích kỷ nhỏ nhoi, của một cái gì người ta gọi là bài thân thủ cầu. Họ cứ bảo thủ cho mình cái lạc hậu xa xôi, dẫu cứ trắng ngà chứ không pha màu xanh đỏ. Trời ơi, một chuyện xấu xa đi tiện như vậy mà lại có người ngoài biết được sao? Đó, cũng chính cái chữ người ngoài đó đó mà mới xảy ra chuyện đó. Trời ơi, từ ngày mà cái chuyện đó xảy ra nha, thì cậu cả không nói không rằng, đêm không ngủ, ngày không ăn, buồn giàu sanh da ngã bệnh, giờ không biết sống chết ra làm sao nữa. Trời ơi là trời. Chỉ tội là tội cho mở cả thôi, nào có biết cái chuyện gì xảy ra đâu. Cứ mãi ôm con là thở than khóc lóc à. Gia đình tôi là đi vào con đường bại hoại này sao? Ông trời ơi, ông tao đã chi những nền tảng gia phong cổ hủ để cho con người phải gánh lấy mọi chua cay vậy. Thôi cậu ba, cậu đừng có buồn nữa. Tôi khuyên cậu nên đi gặp cậu hai đi, kẻo không còn kịp nữa đâu cậu. Phải phải, tôi phải đi gặp anh tôi. Tôi phải đi gặp anh tôi mới được. Anh hai, anh hai. Ê, cậu ba, trời, cậu chờ con chứ chắc cậu ba. Trời ơi, những chuyện vừa rồi tôi có nghe lầm không? Có lẽ không phải đâu. Không phải đâu mà. Không đâu. Có ai để thở than?
xin cho một lần cuối bày tỏ nỗi đau. Mình vậy mà uống miếng thuốc đi mình. Mình đó hả mình? Tôi đã nói với mình hoài, bệnh tình của tôi không cần thuốc thang gì đâu mà. Mình, dù gì đi nữa thì mình cũng phải uống thuốc chứ. Người ta thường nói đói ăn rau, đau phải uống thuốc. Còn đằng này mình không ăn không uống gì hết thì làm sao mà chịu nổi hả mình? Mình không cần phải lo cho tôi nữa. Tôi biết sức của tôi mà. Vì tôi biết sức lực của tôi. Chắc không còn bao lâu nữa tôi sẽ vĩnh biệt cõi trần để về âm cảnh. Chớ không thể nào sống nổi nữa đâu. Đừng nói biệt ly cho em khổ em sầu. Khi con chúng ta mới chào đời có đôi tháng, mình hỡi nỡ đành bỏ con bỏ vợ mà đi. Vợ của tôi, con của tôi sao còn đây? Còn đây có phải vợ hiền? Có phải vậy không? Có phải vậy không hỡi ông trời? Ông nói đi, ông nói đi, ông hãy nói đi cho tôi biết nghe được. Mình ông đã giận lắm mà ông đối xử không công bằng. Mình hỡi chớ nên tức hờn như vậy. Thật ra chuyện gì đã khiến cho mình cầm dần lâu nay để ngã mình như thế này? Mình nói đi, mình nói đi, chuyện gì vậy mình? Mình ơi, thật ra thì anh hai, anh hai à, anh hai tôi đâu, anh hai, anh hai, anh hai, anh hai, Thịnh, anh hai, Thịnh em, anh hai, Thịnh ơi em đừng tranh mặt anh nữa nghe Thịnh. Không có đâu anh hai ơi. Anh biết là anh có lỗi với em nhiều lắm, nhưng xin em hãy tha lỗi cho anh nghe Thịnh. Không anh hai ơi, anh không có lỗi gì. Thịnh ơi, em hãy nói đi, em nói đi lời tha thứ, nói đi em,
để anh yên lòng lìa cõi đời. Không có này. Dính biệt thế gian. Anh hai ơi, anh hãy tận dưỡng đi anh à. Em tin một ngày rồi căn bệnh sẽ qua. Thịnh ơi. Dạ. Anh hai biết sức của mình cầm cự với tử thần không còn bao lâu nữa, nên trước khi nhắm mắt xuôi tay, anh mong em hãy nói lên lời tha thứ sau cùng. Để anh yên tâm mà đi gặp cha mình, anh sẽ kể rõ những sự tình trên dương thế, một câu chuyện đau lòng không ai muốn mà xa. Thế mới biết trần đời khó xử sự lắm em ơi, muốn tròn chữ tình thì phủ giống chữ yêu, hai chữ đơn phương mà anh không trọn vẹn, để cho đứa em phải liên lụy do mình. Nói đi em, hãy nói lời tha thứ. Em sẽ tha thứ, em tha thứ cho mà. Anh mãn nguyện, mãn nguyện lắm rồi Thịnh ơi. Chú Ba, thật ra là chuyện gì? Chuyện gì vậy chú Ba? Chị Hai ơi, thật ra đi. Chú Ba, đừng mà chú Ba. Chú Ba ơi, sự thật đau thương cứ để anh mang theo về đáy mộ, đừng khơi lại làm chi chỉ thêm khổ thêm buồn. Khi tôi chết đi là mọi việc hãy ở lại mà thay tôi chăm sóc. Chăm sóc tôi giùm đứa con dại của tôi. Mình ơi, sau này khi đã vắng tôi, mình cứ coi đứa bé đó là con của Thịnh. Bởi chú như cha, còn cha như chú. Mình hãy giúp tôi hoàn thành ý nguyện sau cùng. Mình ơi, mình đừng nói như vậy mà. Mình ơi, mình phải sống với em và con. Con tôi đâu? Con tôi đâu? Nó đâu rồi? Đưa nó cho tôi. Nó đi nè. Thịnh nè, Thịnh, em hãy nhìn đi, em nhìn đi em. Nó giống em, nó giống em như là đúc vậy đó, phải không em? Em nhìn kỹ đi, nó giống em như là. Hỡi anh sao đành tắm bỏ nơi dương trần, bao người thương khóc than khổ sầu. Ôi trời cao, nỡ đành cách ly người ân thương nhất đời của tôi. Anh ơi, nghe bao lời em than thở, tình nghĩa đệ huynh sao anh ra mũi như vậy. Con ơi, đừng tốt nữa con ơi, ba con đã đi.
đi xa. Con nghe đâu mà con kêu gọi, con chẳng bước bằng không gọi được tiếng ba. Đầu xanh cổ hồng bên mồ gốc than. Sao rồi? Sao rồi? Con tôi sao rồi? Má, con má ơi, anh Khác chết rồi má. Khác, trời ơi, trời ơi, con tôi chết rồi sao trời ơi? Con trai yêu quý của ba ơi, sao con đành lòng của ba má con ơi? Má, con ơi là con ơi. Má đừng xúc động như vậy. Của tao không mà. Phải lo. Chính mày, mày đã làm cho gia đình tao bại hoại. Mày là con đàn bà sát phu. Sát phu. Sao ba lại nói như vậy? Cưới mày về 7-8 năm trời mày mới có con. Từ khi mày có con thì chồng chết. Trời ơi, lúc trước chàng mày mới nói mà tao đâu có tin. Không có hả tuổi mà. Tới giờ này thì con tao chết quang chết thức như vậy. Con khốn nạn, khốn nạn. Đến giờ này mà bà còn nói lên những lời bói toán di tâm mới được nữa sao? Sao nói vậy? Tôi cho bà biết nghe. Cái chết của cậu hai là do bà trực tiếp gây ra. Mà bà không biết lỗi, còn đổ tội cho người này và người kia kỵ tôi. Tại sao lại do tao? Tại sao? Bà ác độc nhẫn tâm, đưa người ta vào đường bi lối, nên cậu hai mới lỡ gây lỗi lầm, sanh bệnh trong tâm buồn giàu rồi chết. Anh bé, anh bé à, anh đừng nông ma giả thương mà nói ra lời lẽ hồ đồ. Anh bé à, tôi không có hồ đồ gì hết á. Chắc là anh cũng đã nghe rằng trước khi chết anh hai tôi đã trăn trối điều chi, nên tôi khuyên anh đừng nên hở môi. Nhưng trời ơi tôi tức quá nè trời, không đi nói thì tội nghiệp mợ hai. Nhưng mà tôi cấm anh không được nói, anh biết chưa? Rồi tôi đánh liền. Nó không có quyền nói, nhưng má có quyền nói. Má, má, má định nói điều gì vậy má? Ta không thể làm thinh để cho chị ấy tiếp tục thêm tội lỗi nữa. Chị cả, chị hãy nghe đây. Nghe cái gì? Sự thật là đứa cháu nội của chị hiện thời không phải là con của thằng Khang đâu. Má, đừng, má, đừng, đừng má, má ơi. Mà nó là con của thằng Thịnh đây nè. Má ơi. Như vậy là thế nào? Hả? Má. Chú má. Trời ơi là trời, tôi không thể nào mở miệng được để trời ơi. Nhưng thật ra mợ hai, trong đêm mưa năm Dậu á, cái đêm mà xuân đã ngàn vàng, người động phòng với mợ không phải là cậu Khang mà là cậu Thịnh. Thì ra là vậy. Mày, mày là con quỷ loạn luân mà. Má, thì bất trinh, bất tiết, bất phụ, thủ đạo, nên con tao mới sinh ra buồn lòng mà chết. Có phải vậy không? Có phải vậy không? Trời ơi. Không, không, tôi không phải là vậy mà. Bà cả, bà hãy nghe đây. Mày nói cái gì nữa? Thật ra là từ khi cưới vợ về á, thì mới hai dằn mình không có khả năng sanh được đứa con. Cho nên 7 năm trời mở hai với hẹp hòi chịu đựng, bà quạnh hẹ đủ thứ, bà nặng nhẹ, bà đánh đuổi mở hai. Nếu không sanh cho bà một thằng cháu nội, sợ mẹ chẳng vui, thêm phần thương vợ, nên cậu ấy dối beng, quận chi tính liều. Nên đêm đó cậu ba và mợ hai nó loạn lưng trong sự sắp xếp của cậu cả mà ra cơ sự. Nhưng nếu con dân phủ này không đồng ý thì làm sao mà thành sự thật? Bà có biết đâu tất cả hai người đều trúng thuốc của cậu hai. Trời ơi. Bây giờ chị có sáng mắt chị ra chưa? Chị ích kỷ nhỏ nhoi, chị giữ mãi cái đầu óc phong kiến cố hữu đó. Đến giờ này, đến giờ này thì tan nát hết rồi.
Chị sáng mắt ra chưa? Chị thấy chưa? Thôi, đừng nói nữa. Tôi hiểu rồi. Tại tôi mà ra cả. Tôi đã đẩy con tôi vào bước đường cùng. Tôi giết con tôi. Khang ơi, Ma giết con rồi Khang ơi. Ba, cậu ba ơi, làm như bà điên dồi mà bỏ chạy kìa. Trời ơi, tan nát hết rồi. Tại sao trên đời này lại tồn tại những tập tục khốn nạn này để cho chúng tôi phải gánh lấy? Chị hai ta lỗi cho em. Chị hai ơi, em cũng chỉ là nạn nhân mà thôi chị. Tôi cũng chỉ là nạn nhân. Chúng ta từ nay đứa trẻ này tôi giao chúa. Chị hai, còn chị thì sao chị hai? Còn tôi, tôi sẽ chôn kính cuộc đời mình vào cửa Phật, để mong quên hết chuyện đời, dứt bỏ ước hồng trần, xuống tóc để quy y. Cô ơi, cứ đừng đốt lửa con ơi, lòng mẹ cũng nát tan. Cô ơi, muốn xa con mình, nhưng vì hoàn cảnh lá lai. Không, chị hai ơi, người ra đi không phải là chị mà là em đây nè. Bởi chị chẳng lỗi lầm gì thì sao lại phải đi tu đưa con vô tội? Nó vừa mới lọt lòng, sao chị lại nỡ đành bỏ con trẻ bơ vơ? Chú ba, những thứ hẹn hòi mà xã hội đã dành cho đàn bà chúng tôi như thế là đủ lắm rồi. Chúng tôi chỉ biết làm vợ để sanh con nối dõi. Giờ thì trách nhiệm tôi đã xong. Loan, nhưng con còn bổn phận làm mẹ mà con. Nhưng con không còn đủ can đảm để nhìn sự thật đau lòng này đâu mà ơi. Hãy nói một cách rõ hơn là trách nhiệm của trần đời con đã dứt rồi mà. Chị hai, nhưng rồi con nó sẽ như thế nào khi nó không có mẹ kề bên đó chị hai? Phiền chú và má nhỏ hãy cố gắng chăm nom. Nhìn bé con hãy tha thứ cho mẹ. Rồi có đứa con nít quỷ á, lũ tiểu yêu,
bay biết cái gì mà tụi bay dạy đời, tụi bay nói chuyện đời chuyện nhân thế á. Dễ nghe dễ, rồi tụi bay buông lời, buông lời vẽ vẽ để treo treo tao như vậy. Người ta trên đời ai mà không tim dòng máu đỏ tươi, chớ đâu đen sầm sao nỡ đành loạn luân, chỉ của mình mà gió trăng chỉ. Trăng tao vô tội, tụi bay cười cái gì, tụi bay biết không, chị dâu của tao á, chị dâu của tao cũng là người vô tội đó, chị em cũng biết gì hết mà. Người ta đã đấy đứt cõi tục rồi mà tụi bay cũng không tha cho người ta nữa sao? Còn tao đã 6 năm rồi, 6 năm rồi có khác gì đâu là một người chết. Tao đâu có dám gặp mặt ai đâu à. Tao cứ mượn men cay để kéo dài im lặng, nhưng cái quằn nặng trần ai nó cứ đeo như bóng như hình. Đôi tụi bay tao nào có tội tình gì, tao cũng là người ta bằng xương bằng thịt, chứ đâu phải là vịt gà hay hổ dữ chôn sơn lắm. Thì tụi bay hiểu rằng tao cũng biết khổ, biết đau, biết đắng cay, và cũng biết vinh, biết nhục. Tao cũng biết gục đầu với tiếng dèm pha, thì đâu nỡ làm ra những điều tội lỗi. Chị dâu của tao tốt lắm à. Tao xem chị dâu tao cũng hát thì chị ruột á, thì tao đâu có thể nào mà hành động thất thương. Mà tụi bay là con nít con nôi, tụi bay biết cái gì? Chỉ có anh hai tao mới hiểu được tao thôi à, phải không anh hai? Nhưng mà anh có hiểu em à, thì cũng không giúp ích gì cho em được. Bởi giờ đây anh có còn chăng là một đống xương tàn. Anh hai, anh chết đi đã phần anh rồi, chỉ còn của em. Bốn mươi hai, 71. Ủa sao kỳ vậy cả? Tại sao năm nay ba cái lúa ruộng lại thu vô hao hụt dữ vậy nè? Thằng bé đâu rồi? Bé! Dường như bà kêu con. Trời ơi, bộ biểu tay mày điếc hay sao mày ra dường như mày? Thằng quỷ! Dạ. Mày làm cái gì đằng sau mà tao kêu mày muốn rác cổ họng vậy mày? Dạ thưa bà, con heo thì nó sắp đẻ, mấy con trâu thì nó đòi ăn, gà thì nó bươi nó phá, đàn vịt là không có ai lùa. Trời ơi, nỗi đó không có, nó quay con muốn xỉu rồi đây nè. Tai đâu mà nghe bà kêu nữa. Cái gì mà dữ vậy? Trâu thì mày cứ thả đại ra đồng cho nó ăn cỏ, vịt thì mày cứ thả đại ra sông, chứ ai biểu mày giữ nó chi rồi mày than. Thì bà cũng biết đó, ví dụ mùa người ta đang gặt mà. Mà ba con trâu quỷ này thả ra thì nó đâu có chịu ăn cỏ, mà nó cứ cành sơ hơn, ăn lúa thá liền, ruộng mùa thất bát mà nó khoan. Thì họ chửi cho nên con không thả ra nhốt hoài trong chuồng luôn. Thì tại mày sơ ý, mày không chịu coi chừng.
coi chừng sao nổi. Công chuyện bộn bề chỉ có một mình con, không một ai để phụ một tay. Chỉ có bao nhiêu công việc mà mày thêm người phụ, chắc mày muốn cho tao phải mặc đẹp đó không? Chứ bà coi nè, chỉ có một mình con à. Quay bên này á thì heo, ngó bên kia thì bò, chở bên nọ đó heo, lên hướng đông thì trâu, xuống hướng tây vịt, vào nam gà, ra bắc lúa. Ê, mày, bộ tao kêu mày ra đây là để mày kể ba cái công chuyện đó sao mày? Không phải là kể công mà con thấy bất công rồi đúng hơn á. Bất công hả? Dạ. Sao bất công rồi mày nói tao nghe coi. Chỉ có cái số nợ mượn của bà để làm đám ma cho cha con, mà con phải làm với công gần là 4 năm rồi mà vẫn chưa dứt nữa. Dứt sao được mà dứt mày? Tại mày nghèo quá thì mày chịu chứ. Không tiền trả cho tao thì ở đỡ trừ cho than vãn chi con. Nhưng mà con muốn biết là... Không cần muốn, cũng không cần biết gì hết đó mày. Tao kêu mày ra đây là để hỏi mày, chứ không phải kêu mày ra đây để mày hỏi tao. Phải không? Đúng vậy. Vậy thì bà hỏi gì cứ hỏi đi, con sẵn sàng nghe đây. Tao hỏi mày nè, tại sao tao giao mày với cậu hai mày đi thâu lúa ruộng? Dạ. Đến khi tao kiểm tra sổ sách á thì tao mới thấy là hao hụt nhiều thế kia. Dạ thưa bà. Cơ do đâu mày nói rằng tao nghe? Cái chuyện đó là do cậu hai giải quyết, còn chỉ có bộ phận tới nơi vác lúa về thôi. Nhưng kêu mày đi thì mày phải có điểm. Đằng này thì mày dối tư quá như là không biết đến chuyện gì. Bà nói vậy thôi, chớ cái luật ở trên đời, chủ tớ phải rõ ràng. Chén và nồi đều có khác nhau, nhưng tao đã tin nên tao mới hiểu mày, theo cậu hai để giúp mọi điều, nhưng rốt cuộc rồi thì cũng như không. Chứ không như không sao được. Thâu lúa ruộng thì cậu hai lo, còn lo thiếu á thì cậu hai cũng giải quyết, con làm sao có ý kiến được. Nhưng mà cậu hai mày cho ai thiếu? Thì đó, bà Sáu Nếp vừa than thất mùa thì 30 dạ, cậu hai lấy 15 dạ. Trời. Ông Sáu Chí vừa than con bệnh thì 40 dạ, lấy 25 dạ. Trời. Bà Chính Giàu vừa mới cưới vợ cho con rồi thì cậu hai bớt liền 7 dạ. Trời. Còn nhà ông Hai Sánh á vừa bị trộm thì cậu hai cho không. Nín mày, nín mày. Rồi hả? Trời ơi, mày nín giùm tao đi. Mày kể một hồi á, tao đứt gân máu, tao chết liền bây giờ nè. Mày theo tao đã bao nhiêu năm rồi, thay vì mày thấy chuyện đó, mày phải cản khẩu mày chứ. Sao mày làm tin vậy, mày câm rồi hả? Rồi dạ, bây giờ mày đứng đó mày kể là kể gì? Dạ cản sao cản được. Con có nói nhưng cậu hai bảo là có gì cậu gánh hết cho, cậu chịu trách nhiệm cho. Rồi bây giờ cậu hai mày đâu rồi? Dạ cậu hai con mới vừa... Ý kìa, cậu hai con về kìa. Thôi con giọt nha, một hồi con bị ảnh hưởng tội nghiệp con lắm bà ơi. Dạ thưa má, con mới về. Mới về đó hả con? Dạ. Con đi đâu về đó con? Dạ thưa má, con... Con đi giao du với cái đám phá điền kiết xác đó phải không con? Kìa má, sao má rầy con? Không rầy sao được. Từ lâu rồi má cấm con không được giao du với cái bọn bần cùng đó. Nhưng con đâu có chịu nghe má đâu. Má à, dù người ta nghèo nhưng người ta vẫn là người mà má. Thì tại sao má không cho con được tới lui với họ? Nhưng mà con qua lại với họ là thấy không có lợi. Nó nghèo mình giàu, hai giai cấp khác nhau, không thể đứng gần được. Trời ơi, còn nói hại với không hại nữa. Nhưng con có thấy gì hại đâu má. Còn không nữa hả? Con đã bị nó lợi dụng mà còn con cho là không nữa à? Họ có lợi dụng gì con đâu. Nếu không có thì má hỏi con. Bao năm nay lúa ruộng còn thầu thiếu hụt thế kia, mau nói rõ cho má nghe. Có phải là con đã bị người ta lợi dụng? Lúa mùa năm nay con đã tự ý bớt cho người ta. Má à, người ta bị thất mùa thì mình phải nương tay, chớ cứ nghĩ cho mình mà chẳng biết đến ai. Con sợ ngày mai ta khó lường trước nghi được,
bởi đời thường có câu hậu quả đến liền tay. Rồi bây giờ mày dạy khôn tao đâu phải không? Dạ con không có dám, nhưng con xin má hãy nhớ cho rằng kiến nghĩa bất di vô vọng giả, người lâm nguy bất cứu mặt anh hùng mà má. Nhưng con cứu họ rồi ai cứu cho mình? Đó, má thấy đó, nếu đổi lại mình là họ thì má nghĩ thế nào đây? Không cần nói với con nữa. Sống hôm nay thì biết hôm nay, cứ lo cho mình trước, còn tụi nó thì cậy mẹ đó. Má ơi, nhưng nếu không có tá Điền thì chủ Điền làm sao mà sống đây má? Con xin má suy nghĩ lại mà. Trời ơi trời, bây giờ mày đứng mày cãi tay đâu với tao đó phải không mày? Trời ơi, thiệt là con với cái nè trời. Tao biết vậy hả mẹ, tao để hột dịch tao ăn cho đầu nha mày. Má, má ơi, phận con cái đối với bậc mẫu thân thì con nào dám cài. Nhưng xin má hãy suy nghĩ cho hậu quả mai sau. Chuyện trên đời khó lường được lắm má ơi. Ngày nay sáng cả nhưng mai này đời sẽ ra sao. Nên xin má hãy tính toán, thấy người khổ đau mà mình không tương trợ lại gieo khổ thêm mi vào, còn thấy qua bất bình. Thôi, thôi mày đừng đứng đó mà trả leo, để hậu quả giải khốn tao. Từng tuổi này tao hai thư tóc trên đầu, không lẽ tao lại chẳng biết gì. Mà nên đo lường về cái hậu cho con cháu đời sau. Cái gì? Còn đời sau nữa sao? Gia đình này tuyệt tự hết rồi. Cưới vợ cho mày đã 7 năm rồi mà có được cái gì đâu. Tao trong một đứa cháu nội ra còn hơn là nắng hạn trong mưa nữa. Chuyện đó thì không cần vội đâu má à. Vậy thì đợi chừng nào nữa đây? Chắc mày đợi tao qua bên kia thế giới rồi mày mới có con phải không? Vậy là tao hy vọng tao đầu thai kiếp khác là tao có cháu nội tao bồng rồi đó. Không phải vậy đâu má à. Chuyện này thì con... Con sao? À... Hay là con không có khả năng để có con? Không phải vậy đâu má à. Mà do... Do ai? Hả? Hay là do vợ của mày? Càng không phải tại Loan đâu má. Vậy chẳng lẽ tại ai bây giờ? Tại tao chắc à? Dạ, con mời má dùng trà. Cảm ơn. Để cho tôi đi. Dạ thưa má, có lẽ chồng con đã làm gì để má không vui? Cái đó thì cô tự hỏi lại mình thì biết. Chứ cần gì hỏi tôi? Thưa má, nếu như con đã làm gì phật ý thì xin má cứ rầy la dạy dỗ, con xin quỳ xuống để nghe. Loan à, lỗi này không phải do em đâu mà. Không do cô cậu, chẳng lẽ do tôi? Bây giờ cô nghe tôi hỏi ra nè. Dạ xin má cứ dạy. Cô có biết là tôi bỏ ra bao nhiêu tiền của để cưới cô về làm dâu, tốn biết bao nhiêu là cơm là gạo, là để nuôi nấng cho cô? Tính đến nay đã 7 năm trời, tôi đâu mong có chuyện đáp đền. Chỉ mong sao gia đình này đừng tuyệt hậu. Vậy đó, cô cứ vẫn trơ trơ, chẳng chịu sanh cho tôi một đứa cháu nội. Má ơi đừng trách Loan tội nghiệp, xin cho chúng con một thời gian ngắn nữa. Dạ lại, chúng con tuổi còn non dại, nếu có con sớm con e không tiện. Gần 30 tuổi đời chứ đâu phải là còn trẻ. Không lẽ để đến 40-50 tuổi rồi mới chịu sanh là sao? Dạ má ơi, chúng con cũng muốn có trẻ để bồng, nhưng lúc này chưa phải thời gian. Tôi cứ dâu là để sanh đẻ nối dòng, chứ đâu phải đem người về để ở không. Má ơi, trong lỗi là do... Tôi không cần biết là do ai, nhưng nếu nó không có con thì má buộc con phải thôi nó để cưới vợ khác. À, má, má ơi xin thương con má chớ, buộc phải kết ly tình nghĩa phu thê gắn bó bao ngày. Chim nhạn lạc đàn mơ ơi. Cô không cần biết, cô cứ liệu sao thì liệu.
Má, má thương chúng con đi nghe má. Má, má hỏi nếu con đã có lỗi chi, xin má cứ đánh con dù nát cả thân này, con nguyện cúi đầu chấp nhận chồng vợ tương tàn, con đau lòng xót dạ lắm má ơi. Nếu cô biết đau là xót dạ trong cảnh chia ly á, thì tôi nè, tôi cũng biết xót dạ đau lòng với cái cảnh tuyệt nòi tuyệt chấm của tôi chứ. Má, không em má cho con thêm một thời gian nữa nghe má, nghe má. Thôi được, nể lời thằng con trai của tôi, tôi kỳ hẹn cho cô từ đây tới cuối năm, nếu cô không có chữa, ủa không có tin vui á, thì lúc đó cô đừng có trách tôi sao lọc ác à nghe không. Má, má, Loan, Loan ơi, anh đã liên lụy em rồi. Mình đừng nói vậy mà. Dù hy sinh đến đâu, để được trọn kiếp bên mình, em không hề quán trách. Nhưng đừng buộc em phải xa mình, em sợ lắm mình ơi. Tại anh vô dụng nên đã làm khổ em mà. Từ đây tới cuối năm đâu còn mấy tháng, thì tự hỏi mình phải làm sao đây chứ. Loan à, chắc không sao đâu mà. Em à, tại má giận mà má nói vậy thôi, chứ theo anh ấy thì không đánh đổi đâu em à. Em đừng có sợ. Mình ơi, em biết mình thương nên dùng lời an ủi, chứ tâm can của mình giờ đây cũng rối bời tan nát. Bởi lệnh mẹ ban ra thì khó thể sai lời. Hiếu nghĩa làm sao cho vẹn đôi đàn, thì thôi ông ấy mình cứ để cho em gánh chịu, dù biết rằng xa mình là em chết cả con tim. Để mình giữ tròn chữ hiếu với mụ thân, bởi đời có câu mẹ hiền như biển cả. Nếu quả có duyên mà không có nợ, thôi hẹn kiếp sau ta nối lại tơ tình. Không đâu Loan à, lỗi này là do anh mà. 7 năm qua em đã chịu hẹp hòi nhiều lắm rồi, bây giờ thì không thể để tiếp tục chịu đựng nữa. Hay là cứ để anh thưa thật với má là... Đừng anh, má đã già rồi, phần thì có bệnh trong tâm, em sợ má không chịu đựng nổi cú sốc này. Nếu vậy thì anh biết liệu sao đây? Mình... tôi thì vẫn làm con cứ giữ cho tròn chữ hiếu, bởi mẹ già vợ như chuối chín cây. Em đã hy sinh nhiều rồi, giờ hy sinh nữa cũng có sao đâu, thì mình cũng đừng nên phiền muộn. Nếu để mẹ vui mà em gánh khổ, thì vẫn cam tâm không chút than phiền. Loan ơi, em là dấu mà chẳng khác chi con câu hiếu đạo, em giữ tròn không lai truyền. Nhưng trời trên cao tại sao không nhìn thấy, trúc đổ lũy phiền đau đớn xuống thân em. Mình ơi,
chắc đây cũng là số kiếp mà. Trời đã an bài, mình không cãi được đâu. Nhưng số kiếp gì mà trớ trêu như vậy chứ? Chỉ còn mấy tháng vợ chồng, ta cứ sống cho qua. Anh không thể ngồi yên để chờ định số được, mà anh phải tìm cách để khuyên lơn mẹ mới được. Kỳ anh hai, gia đình lại có chuyện gì vậy anh hai? Thịnh à, em mới đến đó à? Dạ, em mới đến. Chị hai, chào chị. Chào chú. Thôi, mình ở đó nói chuyện với chú ba, em phải vào trong để lo công chuyện. Chị vào nghe chú ba. Dạ, chị vào. Anh hai à, ở nhà để xảy ra chuyện gì vậy anh hai? Chuyện gì vậy? Thịnh à, anh có chuyện này muốn nói với em. Thịnh à, theo em thì chị dâu em là người thế nào hả Thịnh? Sao tự nhiên hôm nay anh lại hỏi em chuyện này? Thì anh muốn biết mà. Ờ, vậy thì em không ngại gì nói thẳng. Anh à, anh là người có phần phước nhất trên đời, nên có người vợ như chị Loan. Tánh người hiền hậu đoan trang, hay là dâu thảo vợ hiền. Không phải ai ai cũng có phần như vậy, nên anh đừng nên phụ bạc chị. Đời anh có gì hơn được Loan đâu, em đừng có nghĩ là anh sẽ phụ tình. Ủa vậy chứ, thế sao anh thắc mắc chuyện gì về chị dâu của mà đây chứ? À, hay là hai người gây gổ nhau rồi nên anh hỏi gần hỏi xa có phải? Không, không phải. Không phải thế đâu, mà thật tâm anh đang có nỗi khổ. Thế à? Thế thì có nỗi khổ gì đây? Anh hãy nói rõ cho em nghe. Má, má buộc anh phải thôi chị dâu em để lấy vợ khác. Hả? Sao kỳ vậy? Nhưng mà lý do nào đã khiến cho má phải làm như vậy chứ? Tại sao vậy anh hai? Anh hai à, anh nói cho em nghe đi. Tại sao vậy anh hai? Cũng vì cái chuyện cần cháu đích tôn để nối dòng nối dõi, nên mới vừa rồi đây má buông lời nặng nhẹ buộc anh phải phụ vong người vợ ngoan hiền. Lòng anh nát tan nhưng không mở được lời, đứng trước một tình thế nguy nan mà anh đành câm miệng. Biết nói thế nào để má hiểu được đây? Nếu thốt một lời thì sợ mẹ nguy nan, cầm bằng làm tính càng nghe lòng mình chua xót. Ơi hỡi cao sanh ông bài chi đều có sở nhất phụ nhị thế rồi biết chọn bên nào. Anh hai à, theo em á thì dường như anh có điều gì khó nói lắm phải không anh hai? Phải không anh? Đúng thế Thịnh à. Vậy chuyện gì anh nói cho em nghe đi, biết đâu em có cách giúp đỡ cho anh. Em giúp được gì đây? Ừ, khi anh không còn khả năng để có được đứa con. Hả? Anh đã mất khả năng rồi sao? Bao lâu rồi? Thịnh ơi, 7 năm hơn từ khi anh có vợ, mới biết mình không thể có con. Nhưng chị dâu em là người đoan hậu, chịu đựng thế này trong 7 năm qua mang tiếng phu thê, nhưng thật ra chỉ là tình bạn, nên đến hôm nay chị dâu em trinh tiết vẫn còn một sự thiệt thòi mà Loan đã gánh chịu lâu nay, nhưng chưa hề thở than cũng không buông lời trách móc. Thế nhưng có mấy người sao trời cao lại phụ
không thương tình kẻ đớn đau. Thôi anh hai à, anh đừng có buồn nữa. Dù sao thì em bảo anh không buồn sao được đây. Trong khi má ra lệnh là từ đây tới cuối năm buộc anh phải có tin vui. Còn bằng không thì những điều đáng tiếc sẽ đến với vợ chồng anh. Thì anh phải làm sao đây? Anh hai ơi, hay là anh cứ thưa thiệt với má là anh đã... Không, không thể được đâu em. Trăm ngàn lần cũng không được. Bởi má già rồi, phần thì thân có sẵn chứng bệnh tim. Anh sợ má không qua được khi biết chuyện này đâu Thịnh à. Trời ơi, vậy thì em cũng hết cách rồi. Thịnh à, hay là em nên sớm có vợ để má có cháu bồng đi nghe em. Anh hai à, anh đã lầm to rồi. Bộ anh tưởng má chịu chuyện này hả? Dù sao thì chúng ta vẫn là anh em mà Thịnh. Nhưng mà một cha chứ đâu có cùng mẹ. Em nói cũng phải. Chứ phải chi ba còn sống thì những điều đáng tiếc này đâu đến nỗi xảy ra. Đúng, anh nói rất đúng. Phải chi ba còn sống thì đâu có những điều đáng tiếc xảy ra. Anh em ta cũng đâu phải cách mặt như vậy. Chung một họ một cha và chung mau mủ thâm tình. Nhưng chẳng khác gì người dân, em thấy lòng mình đau đớn xót xa cho tình huynh đệ của mình. Đành chịu cảnh trái ngang. Trách bởi má anh sao quá hẹp hòi, chẳng nghĩ gì đến nghĩa tình thâm, gây rạn nứt gia đình. Cũng vì của hồi môn, anh hai ơi cho nên đổ lỗi lầm cho mẹ. Lỡ người nghe thì sẽ buồn lòng. Âu định mệnh cũng do trời, tôi cũng đành chịu thôi. Nhưng lắm khi nhìn thấy má nhỏ vậy em sống trong cảnh cơ hàn, anh cũng đau xót lắm chứ. Nhưng với em như vậy thì cũng đủ lắm rồi. Ngó lên thì không bằng ai, chứ ngó xuống thì còn hơn được nhiều người nữa. Thôi thì cứ ngó xuống cho nó dễ sống hơn anh hai ha. Thế em định sống như vậy đến chừng nào mới lập gia đình đây? Chừng nào thì em chưa biết chừng nào. Nhưng có vợ sớm thì em sợ hạnh phúc không có bền đâu anh hai à. Đúng không? Nếu má anh mà được như má nhỏ thì anh đâu phải khổ như vậy. Sao? Mày nói làm sao? Nói con nói má mà giống con mụ đó rồi sao? Má. Dạ con chào má lớn. Cảm ơn cậu à. Từ lâu rồi tôi đã nói nước chiến nước đìa không xâm phạm lẫn nhau. Tại sao hôm nay cậu qua đây to nhỏ rù quến gì con tôi đó? Để nó trách móc tôi đó cậu nghe không? Má à, thì nó đâu rù quến gì con đâu má. Dạ đúng đó má à, thật tình là con không có nói gì với má cả. Cậu em đi. Dạ. Tôi không cần biết là cậu có nói gì với con tôi. Nhưng nhiều lần tôi đã cấm cậu cũng được qua lại với thằng con tôi mà. Má ơi dạ. Nhưng chúng con là anh em mà má. Anh em thì sao? Nhưng má không muốn cho con giao du với hạng người này. Con nói làm sao? Con nói phải chi má được như là má của nó là phải không? Kim mong đi giật chồng sang đạn của cải ta đó phải không? Má lớn ơi, nếu như người nông giận xin nguyện rủa con đi. Má con vô tội xin người đừng buông ra những tiếng nặng lời làm cho con phải đau lòng. Giật chồng ta có nói chứ. Má nhỏ con suốt đời cơ cực, nhưng đến giờ này có được gì đâu. Ba con chết đi má chỉ chia cho thuở ruộng, thì có tranh giành sang đoạt với ai? Tao chia ruộng là phước lắm thay. Nếu chẳng nghĩ tình thì tao không cho ở. Con chẳng biết điều lui tới nhỏ to, bài cho con tao nó trách mẹ.
thành đến đây chẳng hề coi niềm suối dục hay xấu bụng. Xin má đừng nghĩ vậy tội em con. Người ta vẫn giả thế nào con biết sao, từ nay má buộc con phải dứt tình. Nỡ còn ruột cắt ruột thì làm sao tâm đành bung chiêu. Hà huống chi chúng con là tình huynh nghĩa đệ thì làm sao má nỡ đang tâm cắt đứt cho đành. Họ là người dân mà còn muốn xích lại gần, trong khi anh em chúng con gần trong gang tấc, chung dòng huyết mạch của một người cha, thì đành lòng nào lại buộc chẳng nhìn nhau. Xin má nên nghĩ suy cho tận tường mọi lẽ. Con trẻ dập đầu cúi lại má thương, xin chớ cấm đường anh em lui tới. Ý tôi đã muốn chỉ có trời mới cản tôi thôi, chứ cậu không lai chuyển được tôi đâu. Xin má ngồi bớt tâm tư, chớ để lòng hờn ghen năm cũ. Ngày xưa do bởi ba con mà nhỏ vô tình nào có tội chi, giờ đã qua lâu rồi thôi để già mà làm chi. Hồn của ba sẽ buồn khi biết chuyện này đây. Ba lớn ơi dù ngày xưa má con có làm chi nên tội, nhưng hận quán trước kia đâu do chúng má con làm. Thì ngày nay đừng bắt chúng con phải gánh lấy tội này. Hà huống gì trước kia má con là người vô tội và mà vô ba con đã dùng quyền quy để chiếm đoạt mà thôi. Sự thật chuyện này má cũng biết rõ hơn, thì tại sao má còn để lòng mà hờn giận. Mộ cha con vẫn còn nguyên đó thì nghĩa anh em mà đứt đoạn sao đành. Sao bây giờ sao? Cậu muốn nhắc kéo tôi về phần mộ và bàn thờ của cha cậu đó phải không? Thì đó, ngồi trơ trơ đó, muốn báo hiếu thì lão thỉnh về dưới mà thờ. Tôi cũng đâu có cần thiết mỗi ngày dỗ quậy tốn kém nhiều quá mà. Má, sao má nói? Má không sợ ba con nơi suối vàng nghe được sẽ chẳng được vui sao má? Tao nói vậy đó, quay ai làm gì tao không chứ? Thôi đừng có cãi má nữa mà anh hai. Dạ, con mời má dùng trà. Đưa đây. Trời, thánh thần thiên địa ở vuốt lũi tôi rồi. Trời ơi, lấy cái mỏ tôi ra luôn rồi. Rõ ràng là mày muốn giết tao mà. Thấy rõ ràng không? Nè, giết tao hả mày? Má, sao má lại chọi ly vô đầu vợ con? Mau Loan ơi, Loan ơi, em có sao không vậy Loan? Mày thương tiếc nó lắm hả? Cái thứ đó là thì chết đâu cái phất cho đầu đi. Cái sống làm gì cho tốt con tấm gạo của tao. Đồ con gái hư, đồ vô tích sự. Mày muốn giết tao hả? Mày muốn giết tao thì tao giết mày trước nữa nè. Đây nè. Mà mời nếu không nghĩ là dẫu thì xin má hãy nghĩ đến một con người chịu rơi đoạn như vậy. Mày thấy cái mỏ không mà còn nói gì mày? Đâu khác cực hình nơi ngục tù giá lạnh. Má ơi sao nỡ già, đánh thẳng tay không chút thương tình. Sao bây giờ mày binh vợ mày hả? Con dám nào xem thường nghĩa mẹ, ơn sanh thả
thành như non cao vời vợi, nhưng chỉ thế phu đào. Nhìn vợ đau con cũng nát tim mình. Sao? Mày nói làm sao? Mày nhìn vợ mày, mày tan nát tim lòng hả mày? Vậy cái mỏ của mẹ mày vậy đó, mày có đau xót không? Má ơi, con... Mình ơi, mình đừng nói thêm lời nào, càng làm cho má thêm giận dữ. Nếu những trận đòn roi có thể làm cho má nguôi đi cơn lửa lòng đang bốc cháy, thì em vẫn cam tâm chấp nhận cho mình. Vậy con quỳ xuống đây, xin má cứ thận tay đòn. Dù ná tính con cũng không hề quán trách, miệng má vui lòng là con nhận má ơi. Mày thách tao đó hả? Mày thách tao hả? Là con chết, con chết, mày chết. Má ơi, xin má dùng những trận đòn đó mà trúng xuống thân con, chứ vợ ốm gầy thì sao chịu nổi. Nếu lỡ xảy ra những điều đáng tiếc thì má tránh sao câu miệng thế chê cười. Ai, ai dám chê cười tao cho mày? Dâu tao cưới là tao có quyền đánh. Cái thứ dâu này á, để nó sống chỉ tốn cơm tốn gạo thôi. Chết đi, chết ơi, đừng đánh nữa mà má. Tao đánh ai làm gì tao không? Dòm cái mặt của nó là tao chịu không nổi rồi nè. Người ta nói phải lắm mà, thứ cây độc là không tái, gái độc không con mà. Nè, chết đi. Má Lan à, má Lan ơi, má đừng có đánh chị hai nữa mà. Loan ơi, em sao vậy? Loan chị ơi, trời ơi, chị hai không chịu nổi đòn roi nó xỉu rồi. Chị hai à. Má vừa lòng dạ má chưa? Loan. Đó, má thấy chuyện như vậy đó, má coi có tức không chứ? Tánh cung chết, chị ấy đã chịu cho một miếng đất để ra riêng, chứ nếu không thì má không biết còn sống đến giờ này không nữa. Nhưng tại sao tính tình má lớn con lại thâm độc như vậy má? Chuyện đời mà con. Má biết trả lời câu hỏi của con sao đây? Bàn tay thì có ngón vắn ngón dài, bụng dạ con người thì có người này khác người kia khác. Cũng bởi bụng dạ của má lớn con quá hẹp hòi ích kỷ nên mẹ con ta mới chịu cảnh này đây. Con không đủ lo, áo cũng chẳng được lành, và con phải dở dang đường học vấn của mình. Trước má chịu khổ đau là chỉ mong sau này con nở mặt, nhưng có ngờ đâu sợ thế lại đổi thay. Ba con chết đi, má lớn con sanh tâm chiếm đoạt. Những người đoạt chỉ xin má phân dành để cho nguồn cơn con được rõ đuôi đầu. Trước lúc lâm chung, ba con có đôi điều căn dặn. Dù vợ lớn vợ nhỏ, con của dòng nào thì cũng phải coi như là một hộp muối chia hai. Còn tất cả gia tài mỗi bên một nửa. Nhưng ngờ đâu,
Má lớn con đã quên đi lời kỳ thác sao cùng. Khi ba con vừa xuôi tay nhắm mắt lìa trần, mộ chưa yên mã người chưa đẹp, thì lớn con đã đuổi khéo mẹ con mình ra khỏi nhà với miếng đất này đây. Mặc cho tiếng đời mái mỉa thị phi, nhưng chị ấy vẫn không hề hổ thẹn vì cái gia tài đồ sổ người xưa, mà má lớn con lại bất chấp thủ đoạn đê hèn. Trời ơi, nếu vậy thì má của con đáng lắm mà. Thế thì công lý ở đâu hả má? Má ở với ba con là do hoàn cảnh bắt buộc, mà chị ấy còn đổ cho cái tội là tư tình lén lút. Còn con tuy là mang họ của cha, nhưng không có trong tờ giao phả thì công lý nào mà chấp nhận mình đâu con. Thế thì còn tình người họ để ở đâu chứ? Thời buổi bây giờ thì họ cứ chạy theo tay, cứ cạnh tranh nhau đi mặt đồ tay để được những mũi côn tay, chứ ai có để ý đâu tới những người bé miệng. Nếu nói đến lòng người thì thế gian này chẳng được mấy ai. Nếu có được lòng người thì đâu có tá điền điền chủ, họ đâu càng nháo để tranh giành sự sống, đâu đáp đầu kẻ cố đau để giành lấy. Thế mới biết nhân quyền sao bằng được giảng ngân, sức mạnh của đồng tiền nó đẩy lùi đi lý trí. Có chỉ đi lên nhưng kim tiền chẳng đứng, thì cũng cầm bằng như nước đổ đá môn. Má à, má đừng có phủ nhận như vậy. Theo con thì trên đời này đồng tiền chưa phải là sức mạnh vạn năng đâu má à. Lời của má nói là sự thật, chứ không phải là phủ nhận đâu con. Nếu như có tiền thì đường học vấn của con đâu có gian dở. Không chừng giờ này con cầm bằng tú tài đôi để làm ông quận, ông thị rồi, chứ đâu phải là thằng chăn trâu bứt xác như vậy. Con đồng ý với má là đồng tiền có thể mua được những gì mình thích, nhưng cũng có cái trên đời này không thể dùng tiền để bán để mua má. Thứ gì mà mua không được đâu? Thì má của con nè, nếu má mất rồi thì tiền muôn bạc vàng con cũng đâu có mua cha được. Mày thằng khéo biết ăn nói. Thôi má thua con rồi đó. Chứ sao, má phải thua con rồi á. Tre tàn là măng mọc mà, phải không má? Cha mày đâu á, ở đó mà muốn mọc nhiêu đó mà mọc. Ờ, má đi đâu vậy má? Má ra sao hè để hái mớ rau nhút, lát nữa chấm mắm kho chứ đi đâu. Ờ má ơi, nhớ nhổ ít bụi bồng bồng chốc nghe má. Ờ. Chứ bồng bồng rau chốc mắm kho, ăn vô một bụng nó no tới chiều. Thôn thức thơ thang cùng sương buồn, lòng sâu miên man đau xót thân phận riêng mình. Giờ hiền thân yêu có thấu khi tình vẫn nồng, thơ dài trong đêm biết đâu than thở cùng ai. Tiếng chuông ngân chùa xa theo gió về, tiếng u buồn vang dòng sâu dương dần. Gió vi vu hồn thơ thân mơ màng,
biết chẳng ai đứng đầu từng tâm hồn. Trời ơi, ta biết tin sao giữa bên tình và bên yêu. Đạo lý luôn thường có tha thứ cho việc ta định làm không. Loan ơi, em hãy tha thứ cho anh. Ủa, anh hai, anh qua nào vậy? Sao mặt mày bí xị vậy nè? Vô đây anh, vô đây, anh mới tới hả? Anh qua nãy giờ lận, nhìn thấy cảnh em đềm đầm ấm của em mà anh thấy tiếc số phận mình. Ngồi đi anh hai, anh uống miếng nước mưa nghe. Cảm ơn em. Anh sao đó, học lối khách sáo ở đâu vậy? Thịnh à, anh thèm lối sống vô tư của em quá. Thế mới biết của sẵn trong tay thà như cái cỏ, trong lòng có hậu phúc thì vô can. Anh thà là một nỗi dân. Anh hai ơi, anh đừng nên phiền lụy. Chuyện trước đây sẽ có ngày mà nghĩ lại. Trời khi mưa, những nắng ấm cũng sẽ về. Thành ơi em chớ dùng lời an ủi anh chi. Đời tưởng như tiền có được cuộc sống ấm êm, nhưng trời ơi sự thật chán chê quá đổi phũ phàng. Anh hai à, em rất hiểu nỗi khổ tâm của anh trong lúc này. Nhưng má lớn ở tánh tình như vậy thì em cũng không còn cách nào để giúp cho anh cả. Thịnh à, chuyện đến nước này chỉ có em mới giúp cho anh được thôi. Em giúp cho anh, nhưng bằng cách nào đây? Bằng cách là không biết anh có nên nói ra hay không nữa. Anh hai, anh đừng có ngại, có chuyện gì thì anh cứ nói đi. Nếu giúp được, em sẽ làm hết mình cho anh. Thịnh à, em cũng biết chị dâu em là người đoan trang hiền hậu. Dạ. Là dâu Thảo vợ Hiền. Dạ. Dù 7 năm sống trong cái gọi là nghĩa vợ chồng, nhưng chị dâu em vẫn còn nguyên vẹn băng trinh. Sự hẹp hòi đó, nhưng chị dâu em không một tiếng than vãn. Bị mẹ chồng đánh đập hất hủi sỉ giá đủ điều, nhưng không một lời oán trách. Thử hỏi đó có đáng để cho anh tôn trọng thương yêu không? Có đáng để cho người đời cảm kích không chứ? Rất đáng, đáng lắm chứ anh. Nhưng ngày nay má bảo anh phải đoạn nghĩa phụ thề, thì thử hỏi làm sao anh có thể vâng lời cắt đứt cho cam tâm câu đá vàng bấy lâu. Nếu như không thì anh phải chịu cầu bất hiếu với mẹ già. Thế trong tình trạng này, Thịnh ơi anh phải làm sao đây? Anh hai à, là đấng trượng phu phải biết phân nặng nhẹ cho rõ ràng. Không nên vì mẹ phụ vợ hiền, càng không nên vì vợ mà thành kẻ bất hiếu nhi. Thế thì anh cứ em tìm mà xin đứa trẻ là con của mình. Như vậy thì không được rồi, mà anh nào chịu con nuôi? Thì anh cứ bảo chị dâu giả dạng như một người có bầu. Những chuyện đó đâu phải một ngày, hai ngày hoặc là một tháng. Cách nào thì cũng học được hết á.
em biết phải giúp sao đây? Chỉ còn cách này thôi, là em có con thể cho anh. Gì? Anh nói gì kìa? Anh nói gì em hiểu vậy? Có con mà có con thế là sao mà được chứ? Có nghĩa là anh muốn mượn giống sanh con. Hả? Anh hai, anh nói cái gì vậy? Mượn giống của em để sanh con à? Vô lý lắm. Anh có còn xem luân thường đạo lý là gì không chứ? Mà anh dám thốt ra những lời nói phi nghĩa như vậy? Không thể nào đâu, không mà. Thịnh ơi, anh biết đây là những điều giả phong bại hoại, đi trái với luân thường đạo lý lương tâm. Nhưng đứng trước tình cảnh này đấy, anh không thể làm thinh để tiếp tục gieo khổ cho người. Người con gái trung chuyên đã vì anh 7 năm trời gánh vác, bao nỗi chua cay của dòng đời bi ai đè nặng. Anh cũng đau đớn vô cùng khi thốt những lời trái lý này đây. Anh hai ơi, anh điên rồi anh hai à. Thịnh ơi, em hãy hiểu và nên nghĩ tình mà cố gắng giúp đỡ cho anh. Anh hai à, anh nên biết những lời nói vừa rồi là loạn ngữ cuồng ngông. Anh nên suy nghĩ lại đi, đừng qua hồ đồ mà tính chuyện loạn luôn. Nhưng dù sao anh em chúng ta cũng chung dòng huyết mạch, giọt máu em hình thành thì có khác gì là giọt máu của anh. Anh hai ơi, anh cũng biết cái câu bất trinh bất tiết bất phụ thủ đạo, đối với phận nữ nhi thì trời tru đất diệt. Nếu bảo rằng anh thương yêu kính trọng chị hai thì tại sao anh lại đẩy chị vô ngõ chết của tì? Còn em thì phải trái câu luân lý làm người. Sống ở trên đời chỉ có loài cầm thú mới không biết việc mình làm phải quấy mà thôi. Còn em là người biết cầm chén đựng con, biết cầm đũa tay nào để và thức ăn vào miệng. Thì với chuyện này nếu lỡ nay mai tới tay người đời chẳng sao câu mai miệng. Thịnh à, nhưng chuyện này có ai biết đâu. Nhưng anh biết, em biết, lương tâm chúng ta đều biết. Anh nên nhớ rằng mẹ chồng nàng dâu bất hòa như nhà không nóc, huynh đệ bất hòa thì chẳng có kiếp sau mà. Đã đành là như. Nhưng mà anh sao? Anh thế nào chứ? Thịnh ơi, anh biết với em việc này rất khó khăn hành động, nhưng xin em hãy nghĩ suy mà giúp đỡ một lần. Nếu đổi lại em là anh trong tình thế bây giờ thì em sẽ biết lòng mình vô cùng khó xử, bởi người vợ ngoan hiền mà anh nhất dạ thương yêu. Do quy luật của lễ giáo bây giờ rất đổi khắc khe, người thiếu nữ đã có chồng bị trả về thì suốt đời không sao tái giá. Phần má anh là một chỗ đèn đầy quy thế thì loan tánh thế nào được sự trù dập giá mang. Anh hai, nếu anh biết mẹ mình như vậy thì anh phải hết lời khuyên lên, phải chứ? Má của anh thì em biết hết rồi đó, mỗi khi anh mở miệng là đã bị nạt ngang rồi. Cô nói được hết lời đâu mà người thấu đáo. Âu đó cũng là phần số rồi, anh hãy cố gắng mà lo liệu cho mình, chứ em không thể nào làm những việc trái đạo được. Anh gian em mà, giúp cho anh đi mà Thịnh, anh quỳ xuống đây. Anh hai, anh làm cái gì kỳ vậy? Anh đứng lên đi. Nếu mà em không hứa thì anh sẽ quỳ ở đây mãi, không bao giờ anh đứng lên đâu. Anh hai, là anh em.
em thề sẽ hy sinh cho anh chị bất cứ chuyện gì, dù lên núi xuống biển, thậm chí phải chết vì anh, em vẫn cam tâm. Nhưng với chuyện này thì em không thể nào hứa được. Còn bây giờ thì anh muốn quỳ bao lâu thì anh quỳ, tùy anh. Thịnh, Thịnh, Thịnh ơi, Thịnh, anh lại em mà Thịnh ơi, anh lại em mà Thịnh ơi. Thịnh ơi, hãy giúp cho anh đi mà, Thịnh ơi. Trời ơi, trời ơi, sao lại bất công như thế này? Ông tạo ra tôi chỉ mà chỉ một phần thân thể, nhưng cũng không lành lặn như mọi người. Thì ông tạo ra chi? Còn gia phong gì đây? Tập tục này là tập tục gì mà nó chứa đựng bên trong toàn những điều cổ hủ? Chính nó đã đẩy tôi vào đường cùng không lối thoát mà. Trời ơi, từ từ mấy cha mấy mẹ, khoan đã, để tôi cho mấy bụ gà kia ăn trước cái đã rồi mới tới tụi bay. Cạp cạp cái con khỉ, tại tụi bay không á mà báo hại ta lội xong, ta kiếm thấy bộ nội ta luôn à, cho tụi bay nhịn đói cho biết thân nha. Lại ăn giùm tôi đi mấy bụ gà, ăn cho no đi rồi đừng có nuôi phá nữa giùm tôi một cái. Ba cái tại tụi bay không mà ngóc đầu không có lên nổi đó nghe không. Trời, ăn không ăn đứng nó gái nữa hả? Nói gì? Hỏi đầu nước sâu sâu chưa hả? Tao mà bắt nước lên ra là bà nội mày cũng đổ trước khô bây giờ à. Đứng nói mày gái hoài à. Ê, sao có mày ở đây nữa mày? Đi vô mày, đi vô. Trời, mày sủa tao nữa hả mày? Đồ chó đẻ. Mà nó là chó, mà chó đẻ đó chứ không lẽ là heo đẻ. Mày nói nhắc nè. Mày sủa nè, mày sủa tao hả? Sủa nè. Cho mày sủa nha. Chết cha mày chưa? Đồ chó mà cũng mày đặt gian xảo. Tao đập trúng cái đầu mày rồi mày la cái cẳng hả? Trời. Rồi đây, rồi, biết rồi, tới chị. Chị khỏi kêu, biết rồi tới chị rồi. Cám đây nè chị. Nè, ngóng cổ la hoài, cám đây ăn đi. Mệt hết sức, mà cũng không biết tới chừng nào tôi mới thoát khỏi cái trường huấn luyện thú vật này nữa. Chắc tới tay ăn trầu quá. Mà tay thì đâu có ăn trầu. Thôi rồi, hết một đời trai. Ủa mỡ cả? Mỡ còn bệnh mà gánh chi bó rơm bự quá vậy nè. Gánh nó ít thôi. Kệ nó anh, trời cũng gần xế rồi, tranh thủ gánh cho nó hết, để không xong má tôi lại rầy nữa đó. Mỡ cả à, tôi nói thật nha, cái kiếp số của mợ chắc cũng căng đài kiếp đỏ gì đấy mới lọt vô cái nhà này nè. Chứ ở cái làng này đó hả, nghe tới bà cả An đó hả, là ai cũng lạnh giò, phát sợ phát rung, ngực lung tung đập, còn bụng sôi còn đào. Người chi mà thâm độc hiểm sâu, một câu gì mở miệng là rắn tuôn ra ào ào. Nè anh đừng có nói quá lời, thì sẽ quở trách cho. Ôi cái chuyện quở trách như cơm trưa cơm chiều, tôi nghe viết rồi cũng quen cử, có ngày nào mà chẳng được nghe. Lúc đầu tôi còn để lỗ tai, nhưng càng nghe quá nó chạy mất rồi. Nói vậy bộ anh không sợ má tôi sao? Ôi sợ gì mỡ ơi, cùng quá đó thì tôi bị đuổi việc, mà đuổi việc thì nợ bỏ luôn ha, mà nợ bỏ đó thì đời tôi mới khỏe được. Chứ mợ thấy đó, tôi thì chỉ mượn tiền làm đánh tan cho cha tôi à. Mà cha tôi nay không chừng đi đầu thai mất đất rồi. Vậy mà mợ thấy không, tôi trả hoài trả quỷ mà chưa dứt nữa. Thì anh cứ tính đi, coi lưng ở đỡ của anh đã đủ số nợ mượn chưa. Nếu đủ rồi thì anh xin nghỉ, chứ có gì đâu mà anh than gian. Trời ơi trời, chữ nghĩa của tôi thì không bằng lá mít nữa. Lấy
mà tính mà theo tôi đó hả, không chừng nợ tôi thiếu á nó trừ hết từ lâu rồi, mà bả cứ bảo là lãi mẹ nè, đẻ ra lãi con nè, rồi lãi con nó sanh ra lãi cháu, rồi lãi cháu nó sanh ra lãi chích, rồi ba cái lãi đó đó mà thân hình tôi nó tông teo tàn tạ vậy. Thiệt đúng là ông trời, ông trời ông không có lỗ mũi mà. Anh Bè à, nói cái gì lạ vậy? Người ta trách á là trách ông trời không có con mắt, không có lỗ tai, chứ ai đời như anh trách trời không có lỗ mũi à. Thôi đi mợ ơi, con mắt, con mắt á thì ổng để ngó cái hạng nhà giàu, còn cái lỗ tai ổng để nghe tiếng Tây, cái miệng á ổng để ăn, chỉ còn có lỗ mũi không à. Nếu mà ổng chỉ cần hửi một cái mùi khổ của dân nghèo với tuổi này thôi thì tụi tôi đâu có đến nỗi mà khổ sở như vậy đó. Mợ thấy chưa, có phải là ông trời ổng không có lỗ mũi không? Anh nói nghe cũng đúng, chứ phải chi ông trời mà ăn ở công bằng thì tôi đâu phải khổ như vậy. Suốt đời bất hạnh chẳng được phú an nhàn, cứ ngỡ có chồng là sẽ được yên thân, nhưng mà ai có ngờ đâu đời của tôi càng quá lông đông, trăm tơ trúc đổ đầu tầm, biết than thở cùng ai. Mở cả ơi, tôi dù chữ nghĩa không thông nhưng cũng biết thế nào là điều hay phải, cũng biết được kẻ đứng ở trên người ngồi ở dưới, cũng nhìn thấy được tâm địa sâu xa, ai là tiên nga còn ai là quỷ dư. Nên nhìn thấy mợ đây mà giả của tôi nhai xé ai cao, cũng một kiếp làm dâu mà người ta có ước ở mẹ chồng, còn mở thì có như không, không mà chưa có, gió thổi ào ào mở lại nực giống. Bởi vậy trên đời người ta thường nói cái câu, thật mà hư, hư mà lại thật, có dòng cao sang những tưởng đời sung sướng, nhưng có ngờ đâu còn thua kiếp tôi đồ. Thật ra thì má chồng và chồng tôi thương tôi lắm mà. Thôi mợ ơi, mợ gạt ai thì được chứ đừng có gạt tôi. Trời ơi, tôi mợ có giấu được đâu. Nếu nói thương thì cậu cả mới thật lòng thương mợ, nhưng mà tình thương đó cũng không có trọn vẹn nữa. Bởi vậy cậu có sự mềm yếu trước thế lực của mẹ già, còn mợ mang tiếng là dâu còn thua người ăn kẻ ở nữa. Anh Bé, tại thân phận tôi cam chịu, nặng lời mà xúc phạm đến mẹ tôi. Anh cũng biết rằng mỗi con người có số kiếp khác nhau, trời đã gọi ai thì người đó phải cúi đầu để già. Có lẽ má chồng tôi vì một phút giây hờn dỗi nên đã mạnh tay chứ chẳng có ý gì. Trời ơi, người ta phủ phàng mà mở chẳng để tâm, đúng là có phước mà họ không biết thương, còn muốn đuổi xua người vợ hiền này dấu thao, thật đúng lão trời già ăn ở bất công. Anh nhắc tới chuyện này làm cho tôi càng thêm chua xót, không biết tới ngày bị đuổi ra khỏi nhà này tôi không biết phải đi đâu nữa. Thì mở gì nhà cha mẹ mình, mặt mũi nào mà về nhìn cha mẹ. Gái đã có chồng mà bị trả về thì tránh sao khỏi tiếng dèm pha. Tôi sợ tới lúc đó má tôi không có chịu nổi cái nhục này, má tôi tự vẫn thì chắc tôi chết quá. Mợ, mợ đừng có nghĩ dại như vậy, có gì rồi từ từ mình tính, chứ đừng có nghĩ liều nghe mợ. Chết theo anh
thì tôi phải làm sao? Nghĩ mà tôi càng tức cho cậu hai nữa. Con người gì mà yếu hèn thua cổng bún nữa, chỉ biết cúi đầu dân dạ không à. Mẹ nói sao mà nghe vậy? Nói chó nghe chó. Trời ơi trời, con mèo chạy ngang bảo đó con chó ổng cũng dân nữa. Không có một chút chí khí gì đàn ông nữa. Bởi cậu như vậy đó nên bà cứ lấn lướt làm tới. Đúng là bà già mà. Cái bà già. Ê, mày nói gì đó? Mày đó bà già. Già sao mày? Ờ thì bà già. Bà già bà già. Bà già giả bà... vô mặt mày. Giả vô mặt mày. Lẻo lự hả? Tao dặn cổ mày bây giờ thằng quỷ. Dạ, dạ thưa má. Cô im đi. Chưa tới lượt cô đâu. Cha mẹ cô không dạy cho cô cách nói chuyện với người lớn là sao? Tôi là người lớn mà. Tôi đang nói chuyện mà cô cỡ mỏ vô. Đồ cái thứ mất dạy. Đúng là người lớn. Con lỡ lời con xin má tha lỗi. Mai mốt cô không. Ủa? Dám. Bộ có mai mốt nữa hả? Bây giờ tôi hỏi cô nè. Vậy chứ nãy giờ cô với thằng khốn nạn này nói nhỏ, nói to, nói xấu tụi đó. Dạ thưa má, con không có dám má. Cô sợ ai mà không dám? Đồ cái thứ con gái gì mà trời ơi. Không có con thì còn độc hơn là rắn hổ nữa. Nếu giết được tôi thì cô đã giết. Chứ nào có sợ gì. Dưỡng hổ di quả nào có sai đâu. Đúng là nuôi ông tai áo nuôi khỉ dòm nhà. Nuôi khỉ mà dòm tôi. Tôi đã rước về đây cái đồ yêu nghiệt để gieo quán than trong cửa trong nhà. Không biết kiếp trước tôi có làm lỗi gì không biết nữa, mà kiếp này phải trả nợ quỷ ma. Dạ thưa bà, theo con thì không phải là kiếp trước mà có tội, mà quan gia là ở kiếp này. Ta làm gì mày? Ở thất đức quá trời nên không có con cháu kế thừa nối dõi tông môn. Ê, cái thằng quỷ sứ, mày nói ai thất đức quá trời? Tao làm gì nên tội mà không có cháu nối tông môn mày? Mày nói đi nói rõ coi nào. Bà cho dai ăn lời thất hỏng nè. Còn cho mướn ruộng á thì đè đầu đè cổ tá điền. Tiếng kêu than thấu tới tai ông. Ông chưa đánh bà là hết nắm dầu vì còn đứng đó than vàng. Trời ơi là trời. Cái thằng quỷ này bữa nay ai móc miếng mày với mày? Ai nhập vô mày? Ai xúi giục mày mà mày dám ăn nói với tao như vậy hả mày? Không ai xúi hết á. Tự tôi nghĩ sao tôi nói vậy à? À, tự nhiên sao được mày? Phải có người cầm dây giật mày mới dám nói chứ. Không ai giật tôi hết á. Cái này con quỷ cái này chứ không. Mày xúi giục nó trả teo với tao đó phải không mày? Quỷ, quỷ. Bà má, má ơi, con có má ơi, mà đừng đánh con tôi. Trời ơi mà. Là trời. Nó lộng hành nó, trời trời ơi là trời. Bà khỏi kêu. Chút xíu nữa ổng ghé thăm bà bây giờ. Ông nào ghé? Ông trời á. Trời ơi, dạ. Ông trời hả? Thằng quỷ mày ra khỏi nhà tao liền mày. Bà đuổi tôi. Bữa nay bà gan quá. Sao? Bà dám đuổi tôi. Đi thì đi chứ sợ ai. Trước khi đi tôi phải nói cho đã cái miệng dầu tôi đi. Bé à, tôi gian anh đừng nặng lời mà xúc phạm đến má tôi mà. Cô càng nói tôi lại càng tức thêm cô à. Cô là người ta chứ phải đâu là thú vật. Cái hở ra đó là đòn voi túi bụi. Họ nuôi trong nhà một con heo à, một con chó nè. Mà tôi thấy họ có bao giờ đánh đập nó đâu. Còn cô là dấu phê ăn uống ngoài hè mà có cơm thừa cá cặn mà thôi. Anh bé ơi, tôi dám lại anh mà. Đừng nói thêm nhiều chỉ làm khổ tôi thôi. Chà, mùi mẫn quá không. Hai đứa tụi bay tao thấy xứng đôi vừa lứa ghê à. Bà đừng có nói vậy nha. Sao mày? Cô nghe nó nói chứ cô chạnh lòng rồi cô khóc nữa không? Ờ, tôi như vậy đó. Có ngon bắt nó đi. Rửa tôi đi, rửa tôi đi, rửa tôi đi. Má, má ơi, cô không dám. Giác ra mày. Đồ tội báo quan gia, đồ quý hiển hình. Trời ơi, lại trời. Trời ơi, bữa nay sao trời không mưa trời? Mưa làm gì tao mày? Đánh đại cái làm gì? Trời ơi, tức quá nè trời ơi, trời mày ơi. Tức hả mày? Mày tức mày làm gì tao? Mày đi thưa đi, tao đi hầu.
Còn mày muốn biết tại sao con heo con chó tao cho ăn uống đầy đủ, còn nó thì tao cho ăn cơm thừa cá cặn, mày muốn biết không? Là tại vì con chó nó còn biết giữ nhà, con heo nó biết đẻ ra lứa này lứa khác cho tao bán. Còn nuôi nó trong nhà có lợi lộc gì cho tao không mày? Nhưng mà dù sao người ta cũng là con người. Nhưng một con người vô tích sự, nó còn thua con chó, mày biết không mày? Đó, cô thấy chưa? Cô nghe chưa? Người ta coi cô là còn thua con chó nữa đó. Anh đừng có nói nữa mà, tôi không muốn nghe nữa. Bà cả, bà tàn nhẫn lắm. Dầu có ngày á, có ngày trời sẽ trừng phạt bà. Trừng phạt tao, chừng nào trừng phạt là tính. Bây giờ tao nói được tao cứ nói. Còn mày, không cần nói nhiều nha. Sao? Dính đẹp bà tôi đi. Mày đi đi. Ê mày, trước khi đi trả nợ giờ mới đi nha mày. Tôi cho bà biết nha, bữa nay tôi thèm giết người lắm đó nha. Trời ơi, tôi đang thèm giết người. Quỷ, mày muốn giết người mày trả nợ cho tao giờ mày hãy giết. Chứ để mày giết người mày ở tù giờ nợ tao ai trả hả? Khốn nạn. Má, má ơi, má bớt giận đi má. Má giận có hại cho sức khỏe đâu má. Chạy cha tao, buông tao ra. Con quỷ nè, mày đi ra khỏi nhà tao không hả? Con quỷ. Má ơi, má đừng đuổi. Má ơi. Loan, con kìa. Loan ơi, ba hại con rồi. Loan ơi, ba tới hồi nào vậy ba? Ba tới nãy giờ, nhưng ba đứng nép sau chuồng trâu nên vô tình ba đã nghe hết cả rồi con. Sao ba không ở nhà, ba sao để chi vậy ba? Cây mãng cầu con trồng lúc trước nay nó có trái, má con biểu ba hái đem ra cho vợ chồng mới ăn lấy thảo. Ba chèo xuồng từ sáng tới giờ tới đây, nhưng bây giờ thì chắc con không còn bụng dạ nào để ăn nữa hả con? Không đâu ba, con ăn mà ba đưa mãng cầu cho con đi. Đây nè con, ăn đi con. Con ăn nè ba. Ba đừng khóc nữa nghe ba. Con ăn nè ba. Ngon lắm ba. Trời ơi, tiếng khen ngon của đứa con năm nào vẫn còn văng vẳng bên tai. Khi được cho miếng mãng cầu xiêm chín cây ngọt liệm, nhưng tiếng nói còn đây mà bóng hình năm xưa đâu còn nữa. Trước mặt tôi là một thân hình tiều tụy, tàn tạ héo hon bởi những trận mưa đó. Loan ơi, nhìn con mà ba không sao ngăn được lệ mình. Ba khóc đây không phải là khóc cho mình bạc hận, mà khóc cho khúc hồ đồ nóng nổi của ba. Thấy người ta sang giàu mà ba chẳng kịp suy, đã bắt ép gả con khi tuổi đời còn non dài. Nhưng tưởng cho con có một cuộc đời tươi sáng, nhưng có ngờ đâu là bóng tối mây mù. Gái 12 bên nước trong nhà đục chiếu, con chấp nhận cho mình mà ba. Ba ơi, con xin ba đừng tự trách mình. Dạ lại tại mẹ chồng con nóng giận nhất thời thôi, chứ thật ra má chồng con cũng thương con. Người lắm, ta thương con mà họ đối xử tàn tệ như vậy sao? Nếu họ thương con thì họ đâu xem con như loài cầm thú.
Nếu họ thương con thì đâu phải ăn uống bên hè. Và con đâu phải tàn tạ như vậy, đâu phải rác thân chết bầm ngang dọc, đâu phải nhẽm nhào trong cảnh nước mắt che con. Trời ơi, con tôi từ khi lọt lòng cho tới lúc thành thân, tôi chưa có một bàn tay, không một lời đặt nhẹ. Vậy mà hôm nay người ta đánh đập, miệt thị rè chính còn chua chó dữ dằn. Lòng ơi, chắc bà chết qua con, bà chết mất con ơi. Mà đừng xuống đâu, mà dằn xuống đi mà. Thà là ba chết còn, chứ chính ba đã đẩy con vào bóng tối. Giờ đứng nhìn con khóc thảm kêu gào mà ba phải chịu bó tay. Ba, ba ơi, có cha mẹ nào mà không muốn con mình được hạnh phúc ấm êm? Con đau khổ cho ba tới trăm ngàn chết chém, thương nghĩa sanh thành nuôi dưỡng thương yêu, con chưa bao đáp mà giờ đây con làm cho mẹ cha đau khổ. Từ cổ chi kim đã tạo thành quy luật, bến nước mười hai được chịu trong nhờ. Con đã lớn rồi, con biết liệu sức của con, con xin ba đừng vì con mà sống bi khổ lụy. Nếu lỡ xảy ra những điều đáng tiếc, tôi bất hiếu con khờ con chồng chân thêm lên. Loan ơi, bây giờ ba biết làm sao đây con? Ba con thì ba về đi. Ba đi về thì đành rồi, nhưng nhìn con đau khổ như vậy, ba cầm lòng không đặng con ơi. Còn nếu như bắt con về thì... Không, không được đâu ba. Con không thể về với ba được đâu. Vì của hồi môn thối trả thì một phải đền mười, mà gia thế của mình ban cả nhà cửa ruộng vườn thì ba đâu có ngại. Nhưng ba chỉ ngại miệng đời tai tiếng chi phí, nó sẽ kéo dài muôn thuở. Con gái có chồng mà bị trả về, trời ơi, xấu hổ nào hơn nữa. Họ nói là thứ gái hư, bà làm sao chịu nổi sỉ nhục nhà này. Bà, nhưng con không hề hư thân mất nữa. Chuyện bà đó thì mình biết, chứ thiên hạ thì họ đâu có hiểu cho mình. Rồi biết má con có chịu nổi với tiếng dèm pha này không. Với cả trầm kha nay ốm mai đau như ngàn cân treo sợi tóc, rồi mai mốt xuống cửu tuyệt ba còn mặt mũi nào để nhìn liệt tổ liệt tông đây luôn. Ba về đi, con không để về với ba má được đâu. Thôi thì cuộc đời chỉ có mấy mươi năm, con hãy ráng chịu đựng, ráng chịu đựng cho qua hết kiếp này đi nghe con. Con biết. Ba về nghe con, ráng mà bảo trọng lấy thân. Ba không còn cách nào để cứu con rồi con. Ba về nghe con. Ba, ba ơi, đứng lên đi con. Ba muốn nhìn con gái của ba. Con ơi, nếu muốn báo hiếu cho ba má thì làm điều gì để cho thiên hạ họ đem tiếng xấu của cuộc đời mà bôi lọ đến gia phả họ hàng. Yeah. Ba thấy đủ lắm. Ba về nghe, ráng giữ gìn nghe con. Ba, ba ơi, trời đất mênh mông, mà cuối cùng có đất dung thân ba. Loan, con kìa, ba, ba ơi, con khổ
thương quá má. Loan ơi, ba hại con rồi Loan ơi. Mà ba tới hồi nào vậy ba? Ba tới nãy giờ, nhưng ba đứng nép sau chuồng trâu nên vô tình ba đã nghe hết cả rồi con à. Sao ba không ở nhà, ba sao để chi vậy ba? Cây mãng cầu con trồng lúc trước nay nó có trái, má con biểu ba hái đem ra cho vợ chồng mới ăn lấy thảo. Ba chèo xuồng từ sáng tới giờ mới ra tới đây, nhưng bây giờ thì chắc con không còn bụng dạ nào để ăn nữa hả con? Không đâu ba, con ăn mà, con ăn mà. Ba đưa bánh cầu cho con đi. Đây nè con, ăn đi con. Con ăn nè ba. Ba đừng khóc nữa nghe ba. Con ăn nè ba. Ngon lắm, ngon lắm ba. Trời ơi, tiếng khen ngon của đứa con năm nào vẫn còn văng vẳng bên tai. Khi được cho miếng mãng cầu xiêm chín cây ngọt liệm, nhưng tiếng nói còn đây mà bóng hình năm xưa đâu còn nữa. Trước mặt tôi là một thân hình tiều tụy, tàn tạ héo hon bởi những trận mưa đòn. Loan ơi, nhìn con mà ba không sao ngăn được lệ mình. Ba khóc đây không phải là khóc cho mình bạc hận, mà khóc cho khúc hồ đồ nông nổi của ba. Thấy người ta sang giàu mà ba chẳng kịp nghĩ suy, đã bắt ép gả con khi tuổi đời còn non dài. Nhưng tưởng cho con có một cuộc đời tươi sáng, nhưng có ngờ đâu là bóng tối mây mù. Ba ơi, thân gái 12 bên nước trong nhà đục chịu, con chấp nhận cho mình mà ba. Ba ơi con xin ba đừng tự trách mình. Dạ lại chỉ tại mẹ chồng con nóng giận nhất thời thôi, chứ thật ra má chồng con cũng thương con người lắm. Người ta thương con mà họ đối xử tàn tệ như vậy sao? Nếu họ thương con thì họ đâu xem con như loài cầm thú. Nếu họ thương con thì đâu phải ăn uống bên hè. Và con đâu phải tàn tạ như vậy, đâu phải rác thân chết bầm ngang dọc, đâu phải nghẹn ngào trong cảnh nước mắt che con. Trời ơi, con tôi từ khi lọt lòng cho tới lúc thành thân, tôi chưa có một bàn tay, không một lời đặt nhẹ. Vậy mà hôm nay người ta đánh đập miệt thị rẻ kinh, còn chua chó dữ nhằn. Loan ơi, chắc ba chết qua con. Ba chết mất con ơi. Ba đừng xuống đâu, ba dặn xuống đi ba. Ba có bị gì tội con còn nặng hơn nữa ba. Thà là ba chết còn hơn, chứ chính ba đã đẩy con vào bóng tối. Giờ đứng nhìn con khóc thảm kêu gào mà ba phải chịu bó tay. Ba, ba ơi, có cha mẹ nào mà không muốn con mình được hạnh phúc ấm êm? Con đau khổ chứ ba tới trăm ngàn chết chém, thương nghĩa sanh thành nuôi dưỡng thương yêu, con chưa báo đáp mà giờ đây con làm cho mẹ cha đau khổ. Cổ chi kim đã tạo thành quy luật, bến nước 12 đục chịu trong nhờ. Con đã lớn rồi, con biết liệu sức của con. Con xin ba đừng vì con mà sầu bi khổ lụy. Nếu lỡ xảy ra những điều đáng tiếc,
con khờ con chồng chấn thêm lên. Loan ơi, bây giờ ba biết làm sao đây con? Ba thương con thì ba về đi. Ba đi về thì đành rồi, nhưng nhìn con đau khổ như vậy, ba cầm lòng không đặng con ơi. Còn nếu như bắt con về thì... Không, không được đâu ba. Con không thể về với ba được đâu. Vì của hồi môn thối trả thì một phải đền mười, mà gia thế của mình ban cả nhà cửa ruộng vườn thì ba đâu có ngại. Nhưng ba chỉ ngại miệng đời tai tiếng thị phí, nó sẽ kéo dài muôn thuở. Con gái có chồng mà bị trả về, trời ơi, xấu hổ nào hơn nữa. Họ nói là thứ gái hư, ba làm sao chịu nổi sỉ nhục nhà này. Ba, nhưng con không hề hư thân mất nữa. Chuyện ba đó thì mình biết, chứ thiên hạ thì họ đâu có hiểu cho mình. Rồi biết má con có chịu nổi với tiếng dèm pha này không? Với căn bệnh trầm kha, nay ốm mai đau như ngàn cân treo sợi tóc. Rồi mai mốt xuống cửu tuyệt, ba còn mặt mũi nào để nhìn liệt tổ liệt tông đây luôn ơi. Ba về đi, con không thể về với ba má được đâu. Thôi thì cuộc đời chỉ có mấy mươi năm. Con hãy ráng chịu đựng, ráng chịu đựng cho qua hết kiếp này đi nghe con. Con biết. Ba về nghe con, ráng mà bảo trọng lấy thân. Ba không còn cách nào để cứu con rồi con ơi. Ba về nghe con. Ba, ba ơi. Đứng lên đi con, ba muốn nhìn con. Con gái của ba. Con ơi, nếu muốn báo hiếu cho ba má thì con đừng làm điều gì để cho thiên hạ họ đem tiếng xấu của cuộc đời mà bôi lọ đến gia phả họ hàng. Ba thấy đủ lắm. Ba về nghe, ráng giữ gìn nghe con. Má, má ơi, trời đất mênh mông, má cuối cùng có đất dung thân má. Thôi, đừng buồn nữa em à, cứ coi như là giấc mộng hải hùng vừa mới đi qua. Nhưng đi qua rồi sẽ quay lại, mà nó sẽ trở lại với một sự thật, một sự thật hết sức đau lòng mà em sẽ vương mang. Loan ơi, anh biết em đã vì anh mà cắn răng chịu đựng. Một sự chịu đựng phũ phàng của nền lễ giáo và phong. Anh rất đau lòng nhưng chẳng biết sao đây. Thôi em cứ yên tâm, từ nay anh có cách mà liệu phân. Liệu sao đây, anh liệu cách nào? Khi thời hạn đã tới rồi, phần mẹ thì không thể chờ. Thôi mình chắc phải cách ly. Khang ơi, em cảm thấy đời mình sao quá nhiều bất hạnh, lận đận kiếp con người, giang sầu khổ cứ đeo mang. Loan ơi, mình chớ nên lo ngại, sự thế đôi ngày rồi sẽ đổi thay. Hai chúng ta sẽ sống bền câu căn lệ, mẹ sẽ đẹp lòng vui với con dâu. Mình đừng an ủi em nữa, em biết phần em sẽ không có ngày đó đâu mà. Nhưng anh nói có, em cứ yên tâm đi, anh đã có cách để lo chuyện này mà. Nhưng cách gì vậy mình? Mà Loan nè, nếu lỡ mai đây với em anh có làm gì nên tội thì
Em có sẵn sàng để tha thứ cho anh không vậy Loan? Kìa, mình, sao mình lại nói vậy? Dù sao thì chúng ta cũng là vợ chồng mà. Cũng chính vì cái nghĩa vợ chồng đó mà anh không thể lặng thinh để nhìn em ôm sầu nuốt hận. Mấy bận nghĩ suy trăm lần cân nhắc, nên anh không còn đắn đo mà đã quyết tâm đi đến giải pháp sao cùng. Dù biết rằng với lương tâm anh không xứng đáng làm người, còn với em thì anh muôn phần có lỗi, nhưng anh đành bẩm lòng mặc dù biết đơn sai. Nhưng mình đã toan tính chuyện gì mà lại bảo là sai? Mình hãy nói đi, nói cho em tận tường khúc chiết. Đã là phu thê thì phải cùng nhau san sẻ, không lẽ anh đau mà em vui được trong lòng? Mà không có gì đâu mình à. Bây giờ mình hãy vào trong chuẩn bị cho anh vài món đồ nhậu á, để chút nữa chú ba qua đây nhậu cho anh đó. Nhớ đừng để cho má biết đó nghe chưa. Mình à, đi đi mà. Đi đi mà, nhanh đi. Dân, em đi. Loan, em vô tình nên nào biết gì, chồng của em đang mưu toan chuyện gì. Trời ơi, câu thường sao đành dẫm lên, đừng trách Loan ơi gió giờ, nên đành giá tâm tạo ra điều quái quầm. Anh biết thế nhân không một ai chấp nhận cảnh loạn luân chị dâu với em chồng, nhưng vô mẹ già quá đuổi khắc khe, nên anh đành nhắm mắt để đi ngược đường luân lý. Gói thuốc này đây nó đang là mũi nhọn, và cũng từng hồi đâm nhói tim anh. Loan ơi, hãy tha lỗi cho anh Loan ơi. Thịnh ơi, đây là điều mà anh hoàn toàn không muốn, nhưng do tình thế bắt buộc nên anh phải dùng đến hạ sách này đây. Gói thuốc này tuy nó là vật vô tri vô giác, nhưng nó sẽ giúp hai người mờ mờ ảo ảo trong cảnh loạn tình đầy đau khổ, trong sự tính toán của tôi. Mình ơi, mình ra bưng phụ em một tay đi mình. Anh ra liền mà. Mình phải bỏ thuốc vào rượu và trà liền mới được. Mình ơi, nhanh đi mình ơi. Anh ra đây. Trời đất ơi, nhiều như vậy thì mình bưng nhiều lần, chứ bưng chiên lần vậy? Thì mình biểu đựng cho má biết, em sợ đi tới đi lui nhiều lần làm cho má tức giận. Ủa, chú ba chưa qua hả mình? Chắc cũng ở kìa, mới nhắc thì đã tới rồi cái kia. Ê, chào anh hai. Chào chú. Em chào chị hai. Chú ba. Em mới vừa đi đồng về, nghe má nói cái em lật đật tắm rửa thay đồ qua đây liền à. Anh nhắn em qua gấp có chuyện gì vậy anh hai? Cũng không có gì, anh em mình đã lâu không hàn huyên tâm sự, nên hôm nay anh muốn mời chú sang nhậu cho vui ha, rồi cùng nói chuyện gió đằng, nói chuyện tây u cho nó thỏa lòng. Ngồi đi chú. Anh hai à, sao hôm nay anh vẽ vời như ông cụ bày đặt ra mắm đồ bàn trà rượu nữa? Vì có rượu vào lời thật mới ra tủ nhập tâm, mới khơi hết cõi lòng mình. Vậy đây, ly rượu này kiêng đất đai kiêng người đã khuất, còn ly thứ hai thì nghĩa anh em muôn đời bền vững.
Vậy vô đi anh. Vô đi chú. À, còn ly thứ ba này đó, em chúc cho vợ chồng anh luôn luôn hạnh phúc nè. Ủa, sao chị dâu lại đứng thế kìa? Hãy ngồi, ngồi với em đi chị hai. Chú ba à, chị đứng được rồi, chú cứ việc tự nhiên. Đàn bà mà ngồi bàn nhau với đàn ông, cô bác biết được họ, họ sẽ chê cười. Chê cười chị biết đó, em đồng ý là như vậy. Nhưng ở đây đâu có ai xa lạ, là chị dâu á mà lại đứng như vậy, làm em chồng mà vô lễ thế kia. Nếu mà chị đứng á thì em cũng chẳng có dám ngồi đâu à. Thôi thôi, thế cũng đủ rồi. Em à, em cứ ngồi đây cho chú ba nó vừa ý. Nhưng mà em không uống rượu được thì cứ uống trà để cùng vui vẻ. Đúng rồi đó chị hai. Nào, nâng ly đi uống cho tình cạn nghĩa. Vô anh hai ha. Nhất định là ngày hôm nay không sai thì chú chẳng có được về đâu à nha. Em nhất định mà không sai thì em sẽ không về. À, mà anh cũng phải sai với em luôn mới được à nha. Vậy chứ sao, anh em mình phải cùng sai mới được. Vô, vô đi chú. Vô, vô đi anh hai. À, ủa, chị dâu của em có uống không vậy? Có chứ bà. Tôi tuy uống rượu không có được, nhưng tôi thấy chú và anh hai chú vui như vậy á, cho nên tôi cũng mượn chung trà làm rượu. Nếu vậy thì vui quá. Nào, nào uống đi, uống đi chú. Vậy uống nữa, uống vô. À, em mời chị dâu, mời anh hai một ly nữa. Mời chú ba. À, trời ơi anh hai, em nói thiệt với anh hai nha. Anh hai á mà có được một người vợ như vậy á là... Ủa, chị hai. Anh hai, anh hai. Anh coi chị hai sao vậy? Bộ chị không được khỏe hả? Sao, sao tự nhiên tôi thấy say sẩm hết mặt mày. Loan à, Loan, chắc em không được khỏe hả? Thôi thì em cứ vào giường mà ngủ trước đi nghe em. Không có được đâu, nếu vậy thì ai sẽ hầu rượu cho mình. Thôi được rồi mà, để anh đưa em vô. Đi em, đi. Chú bà, tôi xin lỗi nha. Không sao đâu mà chị hai. Chị hai có việc tự nhiên đi. Hả, vô nghỉ trước rồi, không sao đâu, để em. Ủa sao kỳ kìa, uống mới có mấy ly mà sao em thấy trong mình nó là sao đâu á. Hay là có lẽ là chú bà. Chú ba. Hả? Có lẽ là chú sai rồi hả chú ba? Không có đâu, em không có sai đâu. Mà sao giờ này sao tự nhiên em thấy trong người em nó hưng phấn làm sao đâu á. Chắc có lẽ là em Mình ơi, em yêu mình nhiều lắm. Mình đừng bỏ em một mình nghe mình. Loan, Thịnh, anh xin lỗi vì trường hợp bất đắc dĩ nên anh mới dùng đến thủ đoạn đê hèn này. Xin hai người tha lỗi. Ê, anh hai ơi. Anh hai nè. Anh hai à. Có lẽ là em hơi sai thôi à. Không ấy anh đưa em về dùm nha. Thôi được, thôi được, anh sẽ đưa em về. Đi, đi với anh nha. Vô đây ơi. Vô đây nằm xuống nghe em ha. Anh hai ơi. Sao tự nhiên trong người của em á nó... Mình ơi, em yêu mình nhiều lắm. Đừng bỏ em nha mình. Anh không có bỏ em đâu à. Anh cũng yêu em nhiều lắm mà. Em ơi. Mình ơi. Em ơi, anh yêu em. Anh yêu em nhiều lắm. Oh, my God.
là người hay không mà bày ra những chuyện tại đời như vậy chứ trời. Mình ơi, em hạnh phúc quá. 7 năm rồi em mới thấy đời mình hưởng được những giây phút vàng vàng này. Rồi đây mình sẽ có con phải không mình? Trời ơi, trời ơi, trong lúc mê man là thu, trong vòng tay của đứa em chồng đang làm điều tội lỗi mà em có biết đâu. Ngỡ như ở trong tay chồng đang vui trăng măng nồng, còn thốt lời áp yêu từ lâu. Loan ơi, với anh lỗi lầm bày ra điều quái quanh này đây. Anh có lỗi gì em nhìn lắm Loan, nhưng xin em hiểu cho anh, anh làm như vậy vì tình cảnh bắt buộc mà thôi. Do vì mẹ già buộc mình chia đôi, bởi yêu em nhiều thì anh đâu muốn xa em, thế nên mới gây chuyện này. Lòng anh giờ nát tan từng cơn. Loan ơi, nếu thương yêu giùm đừng đem lòng trách anh. Tất cả chuyện này là do má mà ra mà má ơi, má đâu biết rằng. Vì con Loan mới hy sinh, vẫn không một lời than gian. Mẹ chồng nặng lời miệt khinh, nhưng yêu thân giữ tròn. Tập tục phong kiến của má đã đẩy chúng con vào con đường man rợ này. Má ơi, má cho con xin miếng nước uống rồi. Khát nước quá à. Má. Hả? À, ai đây? Hả? Chị dâu của tôi. Tại sao tôi lại như vậy? Tôi đã làm gì với chị tôi trong đêm qua? Không, không đâu. Không, không thể như thế được. Không, 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 không. Kìa, Thịnh, Thịnh à, em... Anh hai, chính anh đã bày ra cái điều ô nhục này của phải biết không? Chính anh đã đẩy tôi vào con đường loạn luôn. Thịnh à, em nghe anh nói đi nè. Anh im đi, tôi không muốn nói gì nữa cả. Tôi không muốn nghe anh nói nữa. Anh khốn nạn lắm. Anh khốn nạn lắm, anh biết không? Tôi kinh tởm anh. Tôi kinh tởm anh. Anh còn hơn là loài côn trùng dơ bẩn đó. Mà Thịnh ơi, nghe nói nè em ơi. Thịnh ơi, Thịnh ơi, Thịnh ơi, hãy hiểu cho anh mà. Anh không muốn, anh không muốn thế đâu mà. Thịnh ơi, mình ơi, mình đâu rồi? Anh đây, anh đây nè em à. Mình ơi, đêm qua có phải mình... Phải, chính anh. Chính anh đã gây ra những điều tồi bại đó. Sao mình lại nói vậy? Mình là vợ chồng mà, thì làm sao em trách mình được? Ngược lại, nếu em có con thì em còn sung sướng nữa kìa. Phải, mình sẽ là vợ chồng mãi mãi. Ta sẽ có con,
Mình sẽ có con em ơi. Mình sẽ có con. Quên hết chuyện đời, đời tôi đã mang đắng cay lòng than. Trời cao sáng soi, tình tôi đớn đau xót xa. Một lần tội lỗi ác gian, tìm quên tháng năm dời chân mèn nồng, làm sao xóa đi tội lỗi ngày xưa. Người ơi thấu cho lòng tôi thắng ai, cô ai hiểu giùm. Mày không uống với tao thì tao uống một mình, sợ gì ai nè. Tao uống nè. Có sao đó, uống có một mình đâu có chết ai đâu. Uống phải uống chứ, uống chứ. Hiu hiu gió thổi đầu non, mấy thằng uống rượu là con Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng ngồi tận thiên đàng, thấy con uống rượu hai hàng lệ rơi. Tưởng rằng con uống con chơi, hay về con uống cho vơi sự đời. Đúng, tôi không phải uống rượu để chơi đâu, mà tôi uống, uống để cho quên cái sự đời chua cay. Uống để cho quên cái gì là ngày mai, ngày mai và những ngày sắp tới. Có cái gì khác ngày qua, những tội lỗi mình làm ra. Chị dâu tôi khác gì chị ruột, cớ tại vì sao tôi làm điều trái đạo. Tạo chi trớ trêu tuổi hổ thình ơi, mày không phải là con người mà. Mày là chó trâu, là thu dữ trong ma rừng. Mày cũng chẳng có linh hồn, trái tim mày đã khô máu rồi thình ơi. Cậu Thịnh, cậu Thịnh nói dù sao thì chuyện cũng qua rồi. Thôi cậu chớ để lòng, uống rượu như vậy đâu phải giải pháp hay. Mày là thằng nào vậy? Mày là ai mà lại biết tao vậy? Trời ơi trời, tôi nè, thằng bé nè. Cậu không nhìn ra tôi sao cậu? Thằng bé? Dạ. Thằng bé nào? Trời ơi trời, thằng bé, hỏi thằng bé nào. Trời ơi, tôi làm lớn ở vùng này mà không biết. Tôi ở đợi cho nhà cậu đó, nhớ không? Xin lỗi, tao nhớ rồi. Nhớ thằng bé rồi. Mày
Rồi mày nói gì là chuyện đã qua. Rồi biểu tao đừng có buồn. Chuyện đã qua là chuyện gì hả mày? Cậu nói lớn lớn con nghe, cậu nói nhỏ quá con lắng lộn. Tao hỏi mày chuyện đã qua là chuyện gì? Thú thật với cậu á, chuyện một năm về trước á, tôi đã biết hết trơn hết trọi rồi cậu à. Chuyện một năm về trước? Cậu nói cái gì? Chuyện một năm về trước là cái chuyện gì? Thì cái chuyện một đêm mưa cuối mùa năm nay, tôi là kẻ thứ tư vô tình nên biết được. Khi bị chủ đuổi đi, chợt nhớ quên đồ, tôi quay trở về để lấy. Nên tôi đã nhìn thấy hết cảnh loạn luân trái với con người. Mày đã... Tôi biết hết trơn nhưng vẫn cầm nên tới bây giờ. Bởi mỗi chuyện xảy ra đều hoài ý muốn, thì tất cả ba người đều phải là nạn nhân của một tấm lòng ích kỷ nhỏ nhoi, của một cái gì người ta gọi là bài thân thủ cầu. Họ cứ bảo thủ cho mình cái lạc hậu xa xôi, dẫu cứ trắng nhà chứ không pha màu xanh đỏ. Dạ. Một chuyện xấu xa đi thì như vậy mà lại có người ngoài biết được sao? Đó, cũng chính cái chữ người ngoài đó đó mà mới xảy ra chuyện đó. Trời ơi, từ ngày mà cái chuyện đó xảy ra nha, thì cậu cả không nói không dằn, đêm không ngủ, ngày không ăn, buồn dầu xanh da ngã bệnh, giờ không biết sống chết ra làm sao nữa. Trời ơi là trời. Chỉ tội là tội cho mở cả thôi, nào có biết cái chuyện gì xảy ra đâu. Cứ mãi ôm con là thở than khóc lóc à. Gia đình tôi là đi vào con đường bại hoại này sao? Ông trời ơi, ông tao đã chi nền tảng gia phong cổ hủ để cho con người phải gánh lấy mọi chua cay vậy. Thôi cậu ba, cậu đừng có buồn nữa. Tôi khuyên cậu nên đi gặp cậu hai đi, kẻo không còn kịp nữa đâu cậu. Phải phải, tôi phải đi gặp anh tôi. Tôi phải đi gặp anh tôi mới được. Anh hai, anh hai. Ê, cậu ba, trời trời trời, cậu vợ con chứ chắc cậu ba. Trời ơi, những chuyện vừa rồi tôi có nghe lầm không? Có lẽ không phải đâu. Không phải đâu mà. Không đâu. Thank you.
Mình à, mình vậy mà uống miếng thuốc đi mình. Mình đó hả mình? Tôi đã nói với mình hoài, bệnh tình của tôi không cần thuốc thang gì đâu mà. Mình, dù gì đi nữa thì mình cũng phải uống thuốc chứ. Người ta thường nói đói ăn rau, đau phải uống thuốc. Còn đằng này mình không ăn không uống gì hết thì làm sao mà chịu nổi hả mình? Mình không cần phải lo cho tôi nữa, tôi biết sức của tôi mà. Vì tôi biết sức lực của tôi. Chắc không còn bao lâu nữa tôi sẽ vĩnh biệt cõi trần để về âm cảnh. Không thể nào sống nổi nữa đâu. Mình, đừng nói vậy mà mình ơi. Mình không thể chết đâu. Đừng nói biệt ly. Chào đời có đôi tháng, mình hỡi nỡ đành bỏ con bỏ vợ mà đi. Vợ của tôi, con của tôi sao còn đây? Đây có phải vợ hiền? Có phải vậy không? Có phải vậy không hỡi ông trời? Ông nói đi, ông nói đi, ông hãy nói đi cho tôi biết nghe được. Ông đã giận lắm mà ông đối xử không công bằng. Mình hỡi chớ nên tức hờn như vậy. Thực ra chuyện gì đã khiến cho mình để ngã mình như thế này? Mình nói đi, mình nói đi, chuyện gì vậy mình? Mình ơi, thật ra thì anh ơi tôi đâu? Anh ơi Thịnh em. Thịnh ơi. Thịnh ơi, em đừng tranh mặt anh nữa nghe Thịnh. Không có đâu anh hai ơi. Anh biết là anh có lỗi với em nhiều lắm, nhưng xin em hãy tha lỗi cho anh nghe Thịnh. Không anh hai ơi, anh không có lỗi gì. Thịnh ơi, em hãy nói đi. Em nói đi lời tha thứ. Nói đi em, để anh yên lòng lìa cõi đời. Không có đời. Dính điện thế gian. Anh ơi, anh hãy tận dưỡng đi anh à. Căn bệnh sẽ qua. Thịnh ơi. Dạ. Anh hai biết sức của mình cầm cự với tử thần,
không còn bao lâu nữa. Nên trước khi nhắm mắt xuôi tai, anh mong em hãy nói lên lời tha thứ sao cùng. Để anh yên tâm mà đi gặp cha mình, anh sẽ kể rõ những sự tình trên dương thế, một câu chuyện đau lòng không ai muốn mà xa. Thế mới biết trần đời khó xử sự lắm em ơi, muốn tròn chữ tình thì phủ giống chữ yêu. Hai chữ đơn phương mà anh không trọn vẹn, để cho đứa em phải liên lụy do mình. Nói đi em, hãy nói lời tha thứ. Em xin tha thứ, em tha thứ cho mà. Anh mãn nguyện lắm rồi Thịnh ơi. Chú Ba, thật ra là chuyện gì? Chuyện gì vậy chú Ba? Chị Hai ơi, thật ra thì chú Ba, đừng mà chú Ba. Chú Ba ơi, sự thật đau thương cứ để anh mang theo về đáy mộ. Đừng khơi lại làm chi chỉ thêm khổ thêm buồn. Khi tôi chết đi là mọi việc yên bề, chú Hải ở lại mà thay tôi chăm sóc. Chăm sóc cho giùm đứa con dại của tôi. Mình ơi, sau này khi đã vắng tôi, mình cứ coi đứa bé đó là con của Thịnh. Bởi chú như cha, còn cha như chú. Mình hãy giúp tôi hoàn thành ý nguyện sau cùng. Mình ơi, mình đừng nói như vậy mà. Mình ơi, mình phải sống với em và con. Con tôi đâu? Con tôi đâu? Nó đâu rồi? Đưa nó cho tôi. Nó đi nè. Thịnh nè, Thịnh, em hãy nhìn đi. Em nhìn đi em. Nó giống em, nó giống em như là đúc vậy đó, phải không em? Em nhìn kỹ đi. Nó giống em như là hỡi anh, sao đành tắm bỏ nơi dương trần, bao người thương khóc than khổ sầu. Ôi trời cao, nỡ đành cách ly người anh thương nhất đời của tôi. Anh ơi, nghe bao lời em than thở, tình nghĩa để huynh sao an ủi như vậy. Con ơi, con đừng khóc nữa con ơi. Ba con đã đi xa, con nghe đâu mà con kêu gọi. Con chẳng bước bằng không gọi được tiếng ba. Đầu xanh cổ hồng bên mộ không than. Mình ơi, sao rồi? Sao rồi? Con tôi sao rồi? Má, con... má ơi, anh Khác chết rồi má. Khác, trời ơi, trời ơi, con tôi chết rồi sao trời ơi? Con trai yêu quý của má ơi.
hại đến sức khỏe. Tao không cần phải lo. Chính mày, mày đã làm cho gia đình tao bại hoại. Mày là con đàn bà sát phu. Sát phu. Sao má lại nói như vậy? Cưới mày về 7-8 năm trời mày mới có con. Từ khi mày có con thì chậm chết. Trời ơi, lúc trước chàng mày mới nói mà tao đâu có tin. Không có hả tuổi mà. Tới giờ này thì con tao chết quang chết thức như vậy. Con khốn nạn, khốn nạn. Đến giờ này mà bà còn nói lên những lời bói toán duy tâm hay được nữa sao? Sao nói mày? Tôi cho bà biết nghe, cái chết của cậu hai là do bà trực tiếp gây ra. Mà bà không biết lỗi, còn đổ tội cho người này và người kia kỵ tôi. Tại sao lại do tao? Tại sao? Bà ác độc nhẫn tâm, đưa người ta vào đường bi lối, nên cậu hai mới lỡ gây lỗi lầm, sanh bệnh trong tâm, buồn giàu rồi chết. Anh bé, anh bé à, anh đừng nông ma dạ thương mà nói ra lời lẽ hồ đồ. Anh bé à, tôi không có hồ đồ gì hết á. Chắc là anh cũng đã nghe rằng trước khi chết anh hai tôi đã trăn trối điều chi, nên tôi khuyên anh đừng nên hở môi. Nhưng trời ơi tôi tức quá nè trời, không đi nói thì tội nghiệp mợ hai. Nhưng mà tôi cấm anh không được nói, anh biết chưa? Rồi tôi đến liền. Nó không có quyền nói, nhưng má có quyền nói. Má, má, má định nói điều gì vậy má? Ta không thể làm thinh để cho chị ấy tiếp tục thêm tội lỗi nữa. Chị cả, chị hãy nghe đây. Nghe cái gì? Sự thật là đứa cháu nội của chị hiện thời không phải là con của thằng Khang đâu. Má, đừng, má. Cái gì? Đừng, đừng má, má ơi. Mà nó là con của thằng Thịnh đây nè. Má ơi. Như vậy là thế nào? Hả? Má. Chú má. Trời ơi là trời, tôi không thể nào mở miệng được để trời ơi. Nhưng thật ra mợ hai, trong đêm mưa năm Dậu á, cái đêm mà xứng đáng ngàn vàng, người động phòng với mợ không phải là cậu Khang mà là cậu Thịnh. Thì ra là vậy. Mày, mày là con quỷ loạn luân mà. Má, thì bất trinh, bất tiết, bất phụ, thủ đạo, nên con tao mới sinh ra buồn lòng mà chết. Có phải vậy không? Có phải vậy không? Trời ơi. Không, không, tôi không phải là vậy. Bà cả, bà hãy nghe đây. Mày nói cái gì nữa? Thật ra là từ khi cưới vợ về á, thì mới hai dằn mình không có khả năng sanh được đứa con. Cho đến 7 năm trời mở hai mới hẹp hòi chịu đựng. Bà quạnh hẹ đủ thứ, bà nặng nhẹ, bà đánh đuổi mở hai. Nếu không sanh cho bà một thằng cháu nội, sợ mẹ chẳng vui, thêm phần thương vợ, nên cậu ấy dối beng, quận chi tính liều. Nên đêm đó cậu ba và mợ hai nó loạn lưng trong sự sắp xếp của cậu cả mà ra cơ sự. Nhưng nếu con dân phủ này không đồng ý thì làm sao mà thành sự thật? Bà có biết đâu tất cả hai người đều trúng thuốc của cậu hai. Bây giờ chị có sáng mắt chị ra chưa? Chị ích kỷ nhỏ nhoi, chị giữ mãi cái đầu óc phong kiến cố hữu đó. Đến giờ này, đến giờ này thì tan nát hết rồi. Chị sáng mắt ra chưa? Chị thấy chưa? Thôi, đừng nói nữa. Tôi hiểu rồi. Tại tôi, tại tôi mà ra cả. Tôi đã đẩy con tôi vào bước đường cùng. Tôi giết con tôi. Khang ơi, má giết con, má giết con rồi Khang ơi. Ba, ba, cậu ba ơi, làm như bà điên dầu rồi mà bỏ chạy kìa. Trời, tan nát hết rồi. Tại sao trên đời này lại tồn tại những tập tục khốn nạn này, để cho chúng tôi phải gánh lấy? Chị hai, chị hai ta lỗi cho em,
Chị hai ơi, em cũng chỉ là nạn nhân mà thôi chị. Tôi cũng chỉ là nạn nhân. Chú ba, từ nay đứa trẻ này tôi giao chú. Chị hai, còn chị? Còn chị thì sao chị hai? Còn tôi, tôi sẽ chôn kín cuộc đời mình vào cửa phận, để mong quên hết chuyện đời, dứt bỏ lớp hồng trần xuống tóc để quy y. Cô ơi, cô đừng đổ rửa cô ơi, lòng mẹ cũng nát tan. Cô ơi, muốn xa con mình, nhưng vì hoàn cảnh lá lai. Không, chị hai ơi, người ra đi không phải là chị mà là em đây nè. Bởi chị chẳng lỗi lầm gì thì sao lại phải đi tu, đưa con vô tội, nó vừa mới lọt lòng, sao chị lại nỡ đành bỏ con trẻ bơ vơ. Chú ba, những thứ hẹn hòi mà xã hội đã dành cho đàn bà chúng tôi như thế là đủ lắm rồi. Chúng tôi chỉ biết làm vợ để sinh con nối dõi. Giờ thì trách nhiệm tôi đã xong. Loan, nhưng con còn bổn phận làm mẹ mà con. Nhưng con không còn đủ can đảm để nhìn sự thật đau lòng này đâu mà ơi. Hãy nói một cách rõ hơn là trách nhiệm của trần đời con đã dứt rồi mà. Chị hai, nhưng rồi con nó sẽ như thế nào khi nó không có mẹ kề bên đó chị hai? Phiền chú và má nhỏ hãy cố gắng chăm nom. Biết biết con hãy tha thứ cho mẹ, con đừng khóc nữa, con đừng khóc nữa. Mẹ đã từng đoán ruột mẹ nhà chị hai. Lan con, con tiếng chuông chùa reo gọi như báo hiệu cho tôi biết kiếp hồng trần đã hết. Dịch biệt con.